Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 175. Sức mạnh của chúng sinh tràn vào, địa ngục tan vỡ. Mà cái này còn chưa đến 1/10 sức mạnh của chúng sinh. Thế giới địa ngục này đã không thể chịu đựng được nữa. Bên ngoài, Tần Quan cười lớn, lúc này bàn tay đang nắm chặt của bà lặng lẽ thả lỏng, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Bên cạnh bà, biểu cảm của A Bồ ngưng trọng hơn bao giờ hết. Nhân quả của chúng sinh, sức mạnh của chúng sinh. Bởi vì tứ phá vòng và kiếm đạo mạnh mẽ của Diệp Quân, ông ta đã quên mất một điều, đó chính là Diệp Quân tu luyện trật tự đạo, là chúng sinh. Hắn có thể sử dụng sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh. Lúc này, chưa đến 1/10 sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh đã dễ dàng phá hủy thế giới tu hành địa ngục do sư tổ của họ đích thân tạo ra. A Bồ nhìn chằm chằm Diệp Quân, ông ta biết. Người trước mặt rất có khả năng sẽ trở thành kỷ nguyên chủ của kỷ nguyên này. Ở một bên, Tần Quan mỉm cười, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút đau xót, sự trưởng thành nào cũng đều có khó khăn, bà hy vọng Diệp Quân trưởng thành. Nhưng cũng hy vọng Diệp Quân một đời vui vẻ. Cha mẹ đều là như thế, họ đều mong con mình ở trên đời bớt đau khổ hơn, nhưng họ cũng biết rất rõ rằng khi đến thế giới này, rốt cục là phải chịu khổ. Trong địa ngục đã tan vỡ, Diệp Quân nhẹ nhàng vẫy tay phải. Tất cả sức mạnh của chúng sinh lặng lẽ biến mất. Đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, Phục Võ cũng lặng lẽ thu tay lại. Một lúc sau, Diệp Quân mở mắt ra, trong mắt hắn có hàng tỷ chúng sinh xuất hiện, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Trách nhiệm. Vào giờ phút này, hắn hiểu sâu sắc rằng từ lúc hắn, Diệp Quân, muốn thiết lập trật tự, Diệp Quân hắn sẽ làm tròn bổn phận của mình đối với chúng sinh, là hắn chứ không phải ai khác. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ. Quay đầu nhìn Phục Võ, cười nói, cảm ơn. Phục Võ gật đầu, không nói gì. Diệp Quân nhìn thế giới địa ngục tan vỡ, nhẹ giọng nói, Phục Võ cô nương, chúng ta đi thôi. Nơi này đã tan vỡ, đương nhiên không thể tu luyện được nữa. Hai người rời khỏi địa ngục, đi tới trước mặt Tần Quan và A Bồ, Diệp Quân nhìn Tần Quan nói, mẹ, con muốn đến thiên lộ xem. Tần Quan cười nói, cũng nên đi xem một chút. Vừa đúng lúc ở đó đang tổ chức một cuộc thi, cũng đúng lúc đều là những người trẻ tuổi. Diệp Quân liên tục xua tay nói, con không tham gia đâu. Tần Quan nói, không muốn gặp những người trẻ tuổi yêu nghiệt nhất vũ trụ nguyên thủy thời đại này sao? Diệp Quân cười nói, gặp thì cũng được, nhưng thi đấu thì không cần. Tần Quan gật đầu, được. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Phục Võ cô nương, cùng đi xem chứ. Phục Võ gật đầu. Sau khi hai người rời đi, Tần Quan trầm mặc một lát rồi nói, người đâu? Một người mặc đồ đen xuất hiện phía sau bà. Tần Quan nói, có thể bắt đầu rồi. Người mặc đồ đen lặng lẽ lui ra. Thiên lộ. Thiên lộ nằm trong tinh không vũ trụ rộng lớn, rộng hàng trăm ngàn trượng, kéo dài đến tận cùng vũ trụ. Lúc này, xung quanh thiên lộ, có vô số cường giả của các nền văn minh đang tụ tập. Bởi vì hôm nay là ngày đăng thiên lộ, được tổ chức cứ 10 năm một lần trong vũ trụ nguyên thủy, đăng thiên lộ chính là một cuộc thi đấu, nhưng không còn là thi đấu võ đạo nữa mà là thi đấu đại đạo. Thiên lộ được gọi là nơi tận cùng của vũ trụ, cũng được gọi là nơi kết thúc của võ đạo. Ai có thể tiến xa hơn trên thiên lộ này, cũng có nghĩa là con đường đại đạo của người đó sẽ càng mạnh hơn. Vì vậy, cứ 10 năm một lần sẽ có một cuộc thi đấu lớn trong vũ trụ nguyên thủy. Mà những người tham gia đều là những kẻ yêu nghiệt nhất thuộc thế hệ trẻ của các nền văn minh lớn trong vũ trụ. Đăng thiên lộ, thực ra chính là lên con đường võ đạo. Có ai không muốn tiến xa hơn một chút trên con đường võ đạo chứ, thậm chí là đi đến cuối cùng. Vì đăng thiên lộ hầu như không có bất kỳ hạn chế nào, vì thể tham gia. Thế là, mỗi cuộc thi đăng thiên lộ sẽ rất náo nhiệt, các nền văn minh lớn nhỏ đều đến. Thậm chí một vài nền văn minh chưa đạt tới cấp độ thần linh cũng sẽ cử những người ưu tú đến, bởi vì một khi họ thể hiện tốt, sẽ có thể nhận được nhiều cơ duyên khác nhau. Mà lần này, đăng thiên lộ càng thêm náo nhiệt vì được tổ chức bởi Thiên Bảo Các. Lần này, người đi được xa nhất sẽ nhận được 3 thần khí văn minh tối cao và 1 triệu tinh hạch tinh, ngoài ra còn đạt được danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ trong toàn vũ trụ. Mỗi một thứ đều vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra, bất cứ ai có thể lọt vào danh sách 1.000 người đứng đầu đều sẽ nhận được phần thưởng. Xứng đáng từ Tiên Bảo Các, phần thưởng thấp nhất là tổ khí văn minh, thứ mà trước đây chưa từng có. Vì vậy, đăng thiên lộ lần này có thể nói là náo nhiệt nhất trong lịch sử, bởi vì tất cả những thế hệ trẻ có chút thực lực đều đến. Không giành được vị trí đầu tiên nhưng 1.000 người đứng đầu thì có cơ hội chứ.
Mọi người đều nghĩ vậy. Khi Diệp Quân và Phục Võ đến Thiên Lộ, nhìn thấy biển người ở đây, Diệp Quân chợt có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ lại có nhiều người như vậy, cũng náo nhiệt quá rồi. Xung quanh Thiên Lộ, Tiên Bảo Các đã xây dựng một loạt đại điện sang trọng, để theo dõi cuộc thi đăng Thiên Lộ này. Trong số những đại điện này, có hai đại điện sang trọng và tráng lệ nhất, cao hơn nhiều so với những đại điện còn lại. Hai đại điện này là Tiên Bảo Điện và Quan Huyên Điện. Một số người quan tâm có chút tò mò, địa vị của Tiên Bảo Điện có chút đặc biệt, bọn họ có thể hiểu được, dù sao cuộc thi đăng Thiên Lộ này cũng là do họ N ra tổ chức, nhưng tại sao địa vị của Quan Huyên Vực lại đặc biệt như vậy? Phải biết, ngoài ba nền văn minh tối cao ra, không có sự đãi ngộ đặc biệt này. Lẽ nào Tiên Bảo Các và Quan Huyên Vực có mối quan hệ không bình thường? Bởi vì, đăng Thiên Lộ phải đến ngày mai mới bắt đầu. Diệp Quân dẫn Phục Võ đến trung tâm mua sắm do Tiên Bảo Các thành lập cách đây không lâu, mục đích không chỉ đơn thuần là để kiếm tiền mà hơn đó là cung cấp một nơi giao dịch cho tất cả các nền văn minh vũ trụ lớn. Ở đây, người có thể bán, có thể mua, có thể nói, chỉ cần có tiền, ở đây gần như có thể mua được mọi thứ, kể cả là những thần khí văn minh tối cao. Trung tâm mua sắm có tổng cộng 12 tầng, mỗi tầng đủ rộng để chứa hàng trăm ngàn người. Sau khi Diệp Quân và Phục Võ bước vào trung tâm mua sắm, một người đàn ông trung niên lập tức chào đón họ. Ông ta cúi chào hai người một cách cung kính, thiếu các chủ, Phục Võ cô nương, thuộc hạ là Ly Thương, người phụ trách thương hội này. Nếu thiếu các chủ và Phục Võ cô nương cần gì? Diệp Quân cười nói, chúng ta đi dạo một chút, Ly Thương lại cung kính cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra. Tuy nhiên, ông ta không thực sự lui ra, mà lui ra một chỗ mà Diệp Quân và Phục Võ không thể nhìn thấy. Cung kính đi theo. Ly Thương. Diệp Quân và Phục Võ thực ra không biết gì về ông ta, nhưng nếu có người ở các nền văn minh khác ở đây, họ chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Ly Thương không chỉ là một trưởng lão trong nội các của Thiên Bảo Các, mà còn phụ trách gần 1/10 thương hội của Thiên Bảo Các. Thực lực cá nhân của ông ta không mạnh, nhưng quyền thế cá nhân của ông ta quả thực đáng sợ. Lúc trước, khi văn minh quần tinh đến Thiên Bảo Các để vay tiền, phải cần ông ta ký tên. Về phần Tần Quan, chuyện vài triệu tinh hạch tinh làm sao có thể kinh động đến bà ấy. Ở Tiên Bảo Các, các hạng mục dưới 100 triệu tinh hạch tinh sẽ không báo cáo Tần Quan, chỉ có hạng mục trên 100 triệu mới báo cáo Tần Quan. Rất ít người biết Tần Quan đích thân đến văn minh quần tinh khi đó có ý nghĩa gì. Dù sao thì sau này, văn minh quần tinh phát triển với tốc độ ánh sáng. Bởi vì Tiên Bảo Các đã bật đèn xanh cho các vấn đề liên quan đến nền văn minh quần tinh, đồng thời đã giúp đỡ hết sức. Ly Thương cung kính đi theo Diệp Quân và Phục Võ, không rời một bước, cũng tuyệt đối không làm phiền, đồng thời luôn cúi người, cho dù Diệp Quân và Phục Võ không để ý đến ông ta. Thế giới này rất tàn khốc, rất nhiều nhân vật lớn bề ngoài có vẻ hào nhoáng, thực ra, ở trước mặt các nhân vật lớn thực sự lại vô cùng thận trọng, thậm chí cực kỳ khiêm tốn. Như lúc này, Ly Thương biết rằng vị thiếu các chủ này là người dễ gần, là một người rất tốt. Nhưng ông ta càng biết rõ hơn rằng một câu nói tùy tiện của vị thiếu các chủ dễ gần này cũng đủ để hủy hoại tiền đồ của Ly Thương ông ta, thậm chí là khiến ông ta bị hủy hoại vĩnh viễn. Tất cả những gì ông ta có thể làm là khiêm tốn và khiêm tốn hơn một chút. Phía trước, Diệp Quân thực ra cũng chú ý tới thái độ của Ly Thương, hắn vẫn trầm mặc. Thay đổi. Hắn biết điều này không thể thay đổi được. Từ cổ chí kim, loại văn hóa này đã ăn sâu vào xương tủy, và sẽ tiếp tục như vậy. Đây có phải là một sai lầm, chỉ có thể nói, mọi người đều muốn sống tốt hơn. Mà điều hắn lo lắng bây giờ là, nếu một ngày nào đó, trật tự thực sự được thiết lập, mà hậu thế của Dương gia được sinh ra trong môi trường nào. Họ chúng từ lúc sinh ra đã được những người xung quanh đối xử với thái độ như này, bọn chúng sẽ cảm thấy tất cả những điều này đều là sai, là không nên, hay là sẽ cảm thấy tất cả những điều này là bình thường, người trong thiên hạ nên đối xử với chúng bằng thái độ như vậy. Diệp Quân khẽ lắc đầu, tạm thời không nghĩ tới vấn đề này nữa, có thể sống sót trong trận chiến tiếp theo hay không mới là một vấn đề. Văn minh quần tinh, đúng vào lúc này, một tiếng hét kinh ngạc đột nhiên vang lên. Mà khi giọng nói này vang lên, mọi người nhanh chóng quay lại nhìn về phía lối vào, ở đó, một nam một nữ bước vào trong vòng vây của mọi người. Diệp Quân cũng nhìn sang, giật mình khi nhìn thấy người đang tới. Người đến chính là Mộ Tinh Thần và Mộ Tinh Hà. Mộ Tinh Thần và Mộ Tinh Hà bị một đám người vây quanh, mà những người xung quanh họ cũng không phải là người đơn giản. Nhiều người trong số họ là những thiên tài của nền văn minh thần linh siêu cấp.
Nền văn minh quần tinh ngày nay đang ở đỉnh cao, bởi vì dưới sự giúp đỡ của Thiên Bảo Các, giờ đây họ đã có dấu hiệu đột phá xiềng xích của nền văn minh. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là ai cũng biết Mộ Tinh Hà và Mộ Tinh Thần hiện nay có giao tình thân thiết với Diệp Quân. Ở đây, có rất nhiều cơ hội kinh doanh, nếu chúng ta có thể tận dụng chúng để gặp Diệp Quân. Nhiều khi chỉ cần một chút dính dáng cũng đủ thay đổi vận mệnh rồi. Nhưng vào lúc này, Mộ Tinh Thần đột nhiên bùng nổ, cô ta nắm chặt tay, dậm mạnh chân phải xuống đất, mặt đất trực tiếp nứt ra, cô ta tức giận nói, các ngươi đúng là xấu xa, khi văn minh quần tinh bọn ta không có cơm để ăn, các ngươi không những không giúp đỡ mà còn đến cười nhạo bọn ta. Bây giờ bọn ta có một đại ca tốt, các ngươi lại đến vây quanh bọn ta. Người, các ngươi. Vừa nói, cô vừa chỉ vào mọi người có mặt, tức giận đến cả người run lên, nếu đại ca biết bọn ta lợi dụng huynh ấy để kiếm lợi, huynh ấy nhất định sẽ ghét bọn ta. Một khi huynh ấy ghét bọn ta sẽ lại phải vay mượn để tu luyện. Ta, quần tinh, hủy diệt đi. Huynh huynh. Trong chớp mắt, vô số ngôi sao đột nhiên rơi về phía thương hội. Tất cả mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người đều bối rối. Đây là thương hội tiên bảo, trực tiếp bị ngôi sao đập vào. Nhà đầu này bị điên rồi à? Mạc Tinh Hà cũng bị sốc, hắn ta nhanh chóng ngăn Mạc Tinh Thần lại và nói với giọng run rẩy, muội đang làm gì vậy? Mạc Tinh Thần tức giận trừng mắt, hủy diệt đi, Mạc Tinh Hà. Trong bóng tối cách đó không xa, Ly Thương vẫn đang quan sát biểu cảm của Diệp Quân, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Quân, Ly Thương lập tức thu hồi ánh mắt, tay phải nhẹ nhàng làm ra một ký hiệu. Chẳng bao lâu, một ông lão mặc áo bào đẹp đẽ chạy về phía Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần. Nhìn thấy ông lão này, sắc mặt của một số người trong hội trường đột nhiên hơi thay đổi, bởi vì ông lão mặc áo bào đẹp đẽ trước mặt họ chính là quản lý của Thiên Bảo Các. Ông lão mặc áo bào đẹp đẽ chạy chậm đến trước mặt Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần, trên mặt nở nụ cười hiền lành, Mạc công tử, Mạc cô nương, chào mừng các ngài đến Thiên Bảo Các, để tránh những rắc rối không cần thiết, tiếp theo ta sẽ đi cùng các ngài được không? Mạc Tinh Hà vội vàng nói, vị quản lý này, vừa rồi muội muội của ta hơi kích động, thật xin lỗi. Ông lão mặc áo bào đẹp đẽ cười nói, không có gì, không có gì. Mạc Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, hắn ta liếc nhìn xung quanh, sau đó chắp tay, mọi người, hôm nay ta và muội muội đến đây để làm một số việc, ngày khác. Rảnh rỗi, chúng ta sẽ mời mọi người đến gặp nhau ở nền văn minh quần tinh, hôm nay chúng ta xin lỗi không tiếp được. Nhìn thấy Mạc Tinh Hà nhượng bộ, những người xung quanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mỉm cười, chắp tay nói hẹn ngày khác. Mạc Tinh Hà kéo Mạc Tinh Thần đang tức giận đi theo ông lão mặc áo bào đẹp đẽ về phía xa. Trên đường đi, Mạc Tinh Hà nhỏ giọng nói, nhà đầu, ta biết bọn họ rất đáng ghét, nhưng muội không thể vô lễ như vậy sẽ xúc phạm người khác. Mạc Tinh Thần hừ một tiếng, càng cho bọn họ mặt mũi, bọn họ sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu. Mạc Tinh Hà cười khổ, nói như vậy cũng đúng, nhưng vẫn cần phải nể mặt một chút, làm việc phải chừa đường lui. Mạc Tinh Thần im lặng. Mạc Tinh Hà thấp giọng nói, muội tức giận à? Mạc Tinh Thần không nói gì, vẻ mặt vô cảm. Mạc Tinh Hà nói, thật ra ta cũng thấy bọn họ rất phiền toái, cũng biết mục đích thực sự của bọn họ, nhưng thế giới này là như vậy, tất cả đều đến vì lợi ích, tất cả đều hướng về lợi ích. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn Mạc Tinh Thần, cười nói, đương nhiên, muội có thể yên tâm tu luyện, những chuyện lung tung rắc rối này để ca ca làm, chỉ cần muội vui vẻ, hết thảy đều tốt. Mạc Tinh Thần đột nhiên nghiêm túc nói, ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi có từng nghĩ tới một vấn đề, bởi vì đại ca mà nền văn minh quần tinh của chúng ta có thể nói là một bước lên mây, nếu huynh muội chúng ta không bày ra thái độ cứng rắn khi đối mặt với những người có ý đồ xấu xa này, thì các huynh đệ trong tộc của nền văn minh của chúng ta sẽ làm theo, họ nhất định sẽ thông đồng với những người bên ngoài, lấy danh nghĩa của ngươi và ta, hoặc thậm chí còn sử dụng danh nghĩa của Thiên Bảo Các để làm chuyện xấu, nếu điều đó xảy ra. Nền văn minh quần tinh của chúng ta sẽ kết thúc. Mạc Tinh Hà cau mày. Mạc Tinh Thần tiếp tục nói, ca, loại chuyện này thì không thể chừa đường sống được, huynh muội chúng ta nhất định phải có thái độ kiên quyết, nhất định phải để người bên ngoài nhìn thấy thái độ của chúng ta, cũng để cho huynh đệ trong tộc nhìn thấy thái độ của chúng ta, hoàn toàn không thể chừa đường lui được, còn việc ngươi nói sẽ xúc phạm người khác. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ, thì sẽ không có chuyện xúc phạm hay không xúc phạm ai cả. Cho dù xúc phạm họ thì họ cũng sẽ tự an ủi bản thân. Mạc Tinh Hà kinh ngạc nhìn Mạc Tinh Thần.
Ông lão mặc áo bào đẹp đẽ cung kính đi theo cũng ngạc nhiên liếc nhìn Mạc Tinh Thần. Mạc Tinh Thần lại nói, nếu chúng ta không đủ mạnh. Giống như trước đây, cho dù chúng ta quỳ lạy người ta cũng sẽ không thèm nhìn chúng ta lấy một cái. Chúng ta có thể dùng đạo lý đối nhân xử thế, nhưng không thể lợi dụng sự ảnh hưởng của Tiên Bảo Các và Đại Ca để đối nhân xử thế. Chúng ta muốn đi lại lâu dài với Tiên Bảo Các và Đại Ca thì cách tốt nhất là lúc nào cũng phải luôn nhận rõ chính mình. Mạc Tinh Hà kinh hãi nhìn Mạc Tinh Thần, nhà đầu, muội. Hắn ta thực sự rất kinh ngạc, bởi vì cho tới bây giờ muội muội luôn có chút ngốc nghếch, hắn ta không ngờ trong đầu của nhà đầu này cũng có tâm tư vòng vèo như vậy, hơn nữa lại còn sáng suốt như vậy. Chẳng lẽ trước đây hết thảy đều là giả vờ sao? Chết tiệt! Nghĩ đến đây, hắn ta đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, trong các gia tộc lớn thường có những người khiêm tốn và nhẫn nhục như vậy, những người này bình thường thì có vẻ ngoài lương thiện và yếu đuối. Nhưng vào những thời điểm quan trọng, họ sẽ đột nhiên lộ ra vẻ hung dữ, giết huynh, giết cha. Mạc Tinh Thần đột nhiên nói, ca, đại ca và Tiên Bảo Các đã giúp đỡ nền văn minh quần tinh của chúng ta nhiều như vậy, chúng ta phải làm sao báo đáp. Ân tình này đây. Mạc Tinh Hà im lặng. Làm thế nào để báo đáp? 10 đời cũng không thể báo đáp được. Bởi vì Tiên Bảo Các không thiếu thứ gì cả. Mạc Tinh Hà cười khổ, cái này làm sao báo đáp được. Bán mình cũng không đủ để trả. Mạc Tinh Thần đột nhiên đỏ mặt, cô ta cúi đầu có vẻ xấu hổ nói, ca, người đang nói cái gì vậy? Ta còn nhỏ, không thể kết hôn, phải lớn hơn một chút mới được. Nói xong cô ta chạy nhanh về phía xa. Vẻ mặt của Mạc Tinh Hà ngây ra, hắn ta đã nói gì? Nói cái gì? Ông lão mặc áo bào đẹp đẽ. Diệp Quân và Phục Võ đi đến tầng 9. Toàn bộ tầng 9 là một nhà hàng được chia thành 2 khu vực. Khu vực chung và khu vực hội viên, thực ra có rất ít người biết rằng còn có khu vực thứ 3. Khu vực thứ 3 này là khu vực có vị trí tốt nhất trong toàn bộ nhà hàng. Chỉ có một phòng riêng và phòng riêng này luôn trống, chưa có ai từng vào trong vì nó được dành riêng cho tần quan, mặc dù tần quan cũng chưa bao giờ đến đó. Diệp Quân đương nhiên được phân vào phòng riêng này, quản lý nhà hàng là một ông lão mập mạp. Khi ông ta nhìn thấy Diệp Quân và Phục Võ đi vào, suýt chút nữa ông ta đã sợ hãi đến quỳ xuống. Lại bị Ly Thương dùng ánh mắt ngăn lại. Ly Thương đích thân đưa Diệp Quân vào phòng riêng vốn dành riêng cho tần quan. Phong cách trang trí trong phòng riêng này hoàn toàn khác với phong cách trang trí bên ngoài, bởi vì phong cách trang trí của phòng riêng này hoàn toàn dựa trên phong cách của hệ Ngân Hà. Bên trong phòng riêng, một số bức tranh phong cảnh cổ xưa của hệ Ngân Hà được treo trên tường, tất cả đều là hàng thật. Ngoài cửa phòng riêng, ông lão mập mạp run rẩy nhìn Ly Thương, thật ra ông già cũng sợ Ly Thương, bởi vì Ly Thương chính là cấp trên của ông ta. Người mà ông ta phải kính trọng. Ly Thương không nói gì với ông lão mập mạp, hắn ta cầm 2 quyển thực đơn bước vào phòng riêng, hắn ta đi đến chỗ Quân và Phục Võ, cung kính đưa 1 quyển thực đơn cho Diệp Quân rồi nói, thiếu chủ, đây đều là các món ăn từ hệ Ngân Hà, ngài xem thử xem thích món gì. Nói xong, hắn ta lại cung kính đưa 1 quyển thực đơn còn lại cho Phục Võ. Diệp Quân mở thực đơn ra nhìn thì 2 mắt đột nhiên sáng lên, đậu hũ ma. 3. Gà cay, cá hầm cải chua, các ngươi có hết những thứ này sao? Ly Thương gật đầu, đều cớ. Diệp Quân cười nói, các ngươi thật là chu đáo. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Phục Võ, tỷ muốn ăn gì? Phục Võ nghiêm túc nhìn xem, cuối cùng, cô ấy nhìn về phía Diệp Quân, cậu đã từng ăn hết rồi à? Diệp Quân gật đầu, đa số ta đều ăn qua rồi, hệ Ngân Hà rất vui. Đồ ăn cũng rất ngon miệng, ta thật sự nhớ nơi đó. Phục Võ gật đầu, đóng thực đơn lại đưa cho Ly Thương, mỗi thứ làm 1 phần, mỗi phần 1 ít thôi. Ly Thương nói, được. Hắn ta đưa 2 tay cầm lấy thực đơn, sau đó nhìn Diệp Quân cười nói, làm mỗi thứ 1 phần đi. Ly Thương nói, được. Nói xong, hắn ta kính cẩn đi ra. Ở bên ngoài, quản lý mập mạp lo lắng nhìn Ly Thương đi ra ngoài, Ly Thương nói. Làm tất cả mỗi thứ 1 phần, mỗi phần đừng quá nhiều, ông tự mình đi xem đi. Được được được. Quản lý mập mạp vội vàng gật đầu, hình như nghĩ tới điều gì đó, ông ra lại nói, thương trưởng lão. Chúng ta cũng đã chuẩn bị 1 phòng riêng cho ngài, cũng chuẩn bị rượu và đồ ăn, ngài. Ly Thương nhàn nhạt liếc nhìn ông ta một cái, không nói gì. Quản lý mập mạp ý thức được điều gì, lập tức toát mồ hôi lạnh, không dám nói nữa. Chỉ cung kính cúi đầu, sau đó quay người chạy đi. Ly Thương đứng ở cửa, thắt lưng của hắn ta luôn cong xuống. Trong phòng riêng, Diệp Quân quay lại nhìn xung quanh,
Bên trái của phòng riêng này là một cửa sổ bằng kính từ trần đến sàn cực lớn, ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao rộng lớn và thiên lộ kia. Diệp Quân hỏi, Phục Võ cô nương, tỷ đã từng vượt qua thiên lộ đó chưa? Phục Võ gật đầu, ừ. Diệp Quân nhìn cô ấy, có thể nói cho ta biết được không? Phục Võ trầm tư một lát, nói, không biết tồn tại, không biết pháp tắc, không biết đại đạo. Vẻ mặt của cô ấy có chút nặng nề. Diệp Quân trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười nói, ngày mai ta phải tự mình thử xem. Phục Võ gật đầu, hai người trò chuyện một lúc, đồ ăn được bưng ra, khẩu phần trên mỗi đĩa đều không nhiều lắm, Diệp Quân cầm đũa lên cười nói, Phục Võ cô nương, mau. Nếm thử đi. Phục Võ nhìn hắn, gật đầu, sau đó cầm đũa gắp một miếng cá hầm cải chua đưa vào miệng, một lát sau, cô ấy lại gắp một miếng nữa. Diệp Quân cười nói, ăn ngon đúng không? Phục Võ gật đầu. Diệp Quân cười nói, tỷ đến đây, cũng vì muốn đi đến cuối thiên lộ sao? Phục Võ liếc hắn một cái, gật đầu. Diệp Quân dựa vào ghế, quay đầu nhìn về phía thiên lộ kia, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Phục Võ nhìn hắn, cậu không chỉ một mình. Diệp Quân nhìn Phục Võ nhìn thẳng vào hắn, chúng ta cùng nhau đối mặt, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Diệp Quân trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười nói, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Phục Võ gật đầu. Trong khi hai người đang ăn, một cô bé mặc bộ quần áo kỳ lạ bước vào trung tâm mua sắm tiên bảo, cô ta mặc quần jean rách và áo phông trắng, trong miệng ngậm một cây kẹo hồ lô, bước đi có chút kênh kiệu. Trên vai cô ta có một con vật lông xù màu trắng đang ngồi, đôi mắt to xoay tròn. Cô bé ngẩng đầu liếc nhìn trung tâm thương mại sang trọng này, trong lòng có chút xúc động, cháu trai của ta thật sự quá giàu, ta cảm thấy hơi muốn cướp của nó rồi đó. Con vật màu trắng vùng vẫy đôi chân nhỏ của mình, như muốn bày tỏ điều gì đó. Cô bé gật đầu, người nói có lý, tiền của cháu trai ta là tiền của chúng ta, nó có nhiều tiền như vậy thì không thể tiêu hết được, chúng ta phải giúp nó tiêu. Vừa nói, cô ta vừa nhìn con vật màu trắng này và nói, lát nữa khi đi vay tiền, móng vuốt của ngươi. Danh dự của ngươi tốt hơn ta, bây giờ tất cả họ đều không tin ta. Người của tiên bảo các đương nhiên quen biết tiểu cô nương này và tên nhóc màu trắng. Đương nhiên, bọn họ cũng rất đau đầu với hai tên tiểu tử kia. Hai tên tiểu tử này đúng thật là thổ phỉ. Mục đích mà nhị nha mang theo tiểu bạch rất rõ ràng, đi thẳng đến tiên bảo các. Mục đích bọn họ đến ngày hôm nay chỉ có một, vay tiền. Rất nhanh đã có người báo cáo chuyện bọn họ đến cho Ly Thương, vừa nghe đến hai tên tiểu tử này lại tới, khuôn mặt của Ly Thương trở nên khổ não. Tư duy của hai tên tiểu tử này rất khác với người thường, nói chuyện với bọn họ, thật sự quá khó khăn. Ly Thương suy nghĩ một chút, sau đó nhìn lão giả trước mặt, người thủ ở đây, chớ rời đi, ta lập tức quay trở lại. Lão giả đó gật đầu, cung kính nói, được. Ly Thương nhanh chân rời đi, chạy tới vừa đúng lúc Nhị Nha và Tiểu Bạch đang chuẩn bị đi vào tiên bảo các, hắn ta xuất hiện ở hai tiểu gia hỏa trước mặt. Nhìn thấy Ly Thương, hai mắt Nhị Nha bỗng nhiên sáng ngời, cười nói, lão Ly, người đang cố ý chờ chúng ta sao? Ly Thương vội vàng cười, Nhị Nha cô nương, mọi người tới rồi. Nhị Nha nhẹ gật đầu, chúng ta tới để vay tiền, lần này chúng ta vay không nhiều lắm, chỉ vay 300 vạn tinh hạch tinh. Sẽ không làm khó ngươi chứ? Nụ cười của Ly Thương vẫn tươi như hoa, không làm khó, không làm khớ. Nhị Nha hài lòng gật gật đầu, người yên tâm, chúng ta sẽ trả, chúng ta là người có uy tín. Tiểu Bạch cũng nhanh chóng gật gật cái đầu nhỏ, đồng tình với những lời mà Nhị Nha nói, bây giờ bọn họ vay tiền, chưa bao giờ nói không trả, đương nhiên, cũng chưa bao giờ nói lúc nào sẽ trả. Ly Thương đương nhiên biết những điều mà bọn họ nói, trong lòng khốn khổ, nhưng trên mặt vẫn giữ vững nụ cười, Nhị Nha cô nương. Bây giờ thiếu chủ đang dùng cơm, các ngài có muốn đi gặp ông ấy không? Nhị Nha bật nói, cháu trai đang ở đây. Ly Thương không dám tiếp lời này. Nhị Nha có chút hưng phấn, hắn ở đâu? Tiểu Bạch cũng lộ ra nụ cười, khua khua móng vuốt nhỏ. Ly Thương cung kính nói, bây giờ ông ấy đang dùng cơm ở tầng thứ 9, các ngài. Nhị Nha lập tức nói, đi thôi, dẫn chúng ta đi gặp hắn. Nụ cười trên mặt Ly Thương bỗng nhiên trở nên sáng lạn. Hắn ta khẽ khom người, mời. Nhị Nha dẫn theo Tiểu Bạch đi lên lầu 9. Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, một giọng nói kinh ngạc truyền đến từ phía bên cạnh, Linh Tổ, không ngờ là Linh Tổ. Tiểu Bạch quay đầu nhìn, cách đó không xa, một cô bé 12 tuổi đang hưng phấn nhìn nó. Tiểu Bạch gãi đầu,
sau đó vẫy vẫy móng vuốt nhỏ với cô bé. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiểu cô nương kia bỗng nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn, cô bé vội vàng giữ chặt người đàn ông ở bên cạnh, "Ca, ta muốn con linh tổ này, mua nó cho ta muốn nó làm sủng vật cho ta." Người đàn ông kia tuổi cũng không lớn, chừng 20 tuổi, mặc cẩm bào, trông rất có tiền. Người đàn ông cưng chiều xoa đầu cô bé, "Được được." Nói xong, hắn ta dẫn theo tiểu cô nương bước nhanh chân đến ngăn trước mặt Nhị Nha và Ly Thương, Nhị Nha liếm liếm kẹo hồ lô, nhìn người đàn ông, "Làm sao?" Người đàn ông cười nói, "Vị tiểu muội muội này, muội muội ta đã nhìn chúng con linh tổ trên vai ngươi, ngươi ra giá gì, cứ tùy tiện đưa ra một cái giá." Ly Thương nhíu mày, nhưng hắn ta cũng không nói gì. Nhị Nha nhìn người đàn ông, "Không bán." Tiểu Bạch trừng mắt liếc nhìn người đàn ông một cái, sau đó vỗ vỗ cái túi nhỏ trước ngực. Người đàn ông đột nhiên có chút khó xử, tiểu cô nương thì lôi kéo tay của hắn ta, cầu xin làm nũng nói, "Ca, ta muốn con linh tổ này, muốn con này. Ta muốn để nó làm sủng vật cho a." Nhị Nha nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương, "Ta ăn thịt ngươi giờ, có tin không?" Nói xong, cô bé còn liếm liếm môi. Cô bé giận tím mặt, "Ngươi biết ta là ai không?" Nhị Nha lạnh nhạt nói, "Ngươi là đồ não tàn, Ly Thương, hỗn xược." Tiểu cô nương tức giận bèn muốn động thủ, nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản lại, hắn ta lôi kéo tiểu cô nương, sau đó nhìn về phía Nhị Nha, "Tiểu muội muội, con linh tổ này nếu như ngươi đồng ý bán lại, có thể ra bất cứ cái giá nào, chúng ta đồng ý trả tiền, nếu như ngươi không làm chủ được, có thể để cho người trong nhà của ngươi ra mặt." Nói xong, hắn ta dừng một chút, lại nói, "Chúng ta là người của nền văn minh cửu hoang." Nền văn minh cửu hoang. Lời vừa nói ra, những người xung quanh đang chú ý đến phía bên này đột nhiên thấy khá kinh ngạc, đây là một nền văn minh vừa mới từ được nâng cấp từ nền văn minh thần linh lên nền văn minh thần linh siêu cấp, cũng là vừa mới tiến vào vũ trụ nguyên thủy, rất có danh tiếng. Sắc mặt của một số người ở xung quanh trở nên cổ quái, thật ra bọn họ cũng không quen với Nhị Nha và Tiểu Bạch, cũng không quen biết Ly Thương, nhưng bọn họ biết, ở vũ trụ nguyên thủy này làm việc gì cũng phải khiêm tốn, không nên dễ dàng gây chuyện thị phi, để tránh cho việc mang đến tai họa cho nền văn minh của mình. Nhị Nha liếm liếm kẹo hồ lô, chưa từng nghe qua. Người đàn ông nhíu mày, có chút không vui, cũng có chút khó xử, bởi vì người ta không muốn bán, hắn ta cũng không tiện nói thêm gì nữa, về phần ép mua cái ý nghĩ này, ngược lại cũng từng có, nhưng nơi này dù sao cũng là tiên bảo gác, hắn ta vẫn có chút kiêng dè. Tiểu cô nương đứng bên cạnh nhìn thấy hắn ta do dự, lập tức làm ầm lên, chỉ vào Tiểu Bạch, "Ca, ta mặc kệ, ta cứ muốn nó, ta cứ muốn nó." Tiểu Bạch nhìn cô bé, móng vuốt nhỏ đã thò vào trong túi sách cầm lấy một. Ly Thương cũng không nói gì, bởi vì Nhị Nha cũng không tỏ thái độ gì. Nhị Nha thản nhiên nhìn hai huynh muội một cái, sau đó ôm Tiểu Bạch đi về phía đằng xa. "Ca." Nhìn thấy Nhị Nha ôm Tiểu Bạch muốn rời đi, tiểu cô nương kia nhất thời có chút gấp gáp, kéo lấy cánh tay của người đàn ông lắc lắc một trận, gấp đến độ rậm chân. Ly Thương nhìn về phía người đàn ông đang khó xử, hắn ta lấy ra một tấm huy hiệu đặt ở trước ngực mình, đó là huy hiệu của Tiên Bảo Các. Nếu Nhị Nha không có ý truy cứu, hắn ta cũng không ngại thể hiện một chút thiện ý cho đôi huynh muội này, để cho đối phương biết khó mà lui. Nhìn thấy huy hiệu thể hiện cho thân phận của Ly Thương, người đàn ông hơi ngẩn ra, hắn ta biết đó là một huy hiệu thể hiện cho thân phận của Tiên Bảo Các, nhưng không biết đó là huy hiệu thể hiện cho thân phận ở cấp bậc nào, nhưng mà trong lòng hắn ta cũng đã có ý rút lui. Tiểu cô nương đột nhiên tức giận nhìn Ly Thương, "Tiên Bảo Các rất giỏi giang sao? Ngươi để lộ ra thân phận của mình, là muốn hù chết chúng ta sao?" Ly Thương, người đàn ông có sót lại chút lý trí, hắn ta vội vàng giữ chặt tiểu cô nương, "Kiều Kiều, ngươi muốn sủng vật, chúng ta đi chọn lại một con khác." Tiểu cô nương hiển nhiên là kiêu căng đã thành thói quen, càng không lấy được, lại càng muốn có được, lập tức trực tiếp xông về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch, đương nhiên là muốn cướp lấy. Ánh mắt Ly Thương lập tức lạnh xuống, đúng lúc này, mấy người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt tiểu cô nương. Tiên các vệ, con người của tiểu cô nương chợt co rụt lại, giờ phút này, cô bé cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc, nhưng đúng lúc này, Nhị Nha đứng đầu ở phía xa cũng phất phất tay, "Con không dậy, lỗi của cha. Giết cha cô bé, để cho cô bé từ nay về sau không có cha nữa." Mọi người nhận được mệnh lệnh của Nhị Nha, Ly Thương lúc này phất phất tay, mấy người tiên bảo vệ trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà người đàn ông kia giờ phút này đương nhiên là đã ý thức được vấn đề, muốn nói cái gì đó,
nhưng Ly Thương trực tiếp đi theo, căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Cô bé thì bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ ngây người. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi vào nhà hàng, cô bé đi thẳng đến phòng riêng của Diệp Quân, quản lý nhà hàng kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì muốn tiến lên ngăn cản, Ly Thương lúc này nháy mắt với hắn ta, người sau hiểu ý vội lui sang một bên đứng một cách cung kính. Nhị Nha còn chưa tới gần phòng bao, âm thanh cũng đã vang lên, cháu trai, ta tới rồi. Mọi người, cửa phòng bao mở ra, Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi vào phòng bao, cô bé trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Diệp Quân, Tiểu Bạch thì bay tới đậu trên vai Diệp Quân, móng vuốt nhỏ xoa đầu Diệp Quân. Còn thuận tiện vẫy vẫy móng vuốt nhỏ với Phục Vũ, xem như chào hỏi. Phục Vũ nở một nụ cười với Tiểu Bạch. Diệp Quân ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, cười nói, Nhị Nha, Tiểu Bạch, các ngươi ăn chưa? Nhị Nha lắc đầu, chưa. Diệp Quân nói, muốn ăn cái gì? Cứ chọn tự nhiên. Ly Thương mới vừa cầm thực đơn đi về phía Nhị Nha mở miệng nói, mang lên hai người nướng. Á, Ly Thương đứng lung lay trong gió ở đó. Vẻ mặt Diệp Quân cũng cứng đờ. Nhị Nha hiển nhiên là ý thức được bản thân mình đã nói sai, bèn nhanh chóng sửa lại, mang lên hai con dê nướng. Ly Thương. Sau khi Ly Thương lui ra ngoài, Nhị Nha cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, có ai bắt nạt ngươi không? Diệp Quân cười nói, không cớ. Nhị Nha gật đầu, nếu có, nhớ nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh hắn. Diệp Quân gật đầu, được. Nhị Nha nói, là như vậy, ta và Tiểu Bạch gần đây có hơi thiếu tiền. Nói xong, cô bé liếc Diệp Quân một cái. Diệp Quân có chút kinh ngạc. Nhị Nha gật gật đầu, ừ, thiếu tiền, chúng ta chuẩn bị tìm Thiên Bảo Các để vơ vay. Diệp Quân hỏi, muốn vay bao nhiêu? Nhị Nha nói, khoảng 300 vạn viên tinh hạch tinh. Diệp Quân đột nhiên nói, Ly Thương. Ly Thương vội vàng đi vào, Diệp Quân cười nói, ta có thể lấy được bao nhiêu tiền? Ly Thương vội nói, thiếu chủ, phàm là của Thiên Bảo Các thì ngài đều có thể. Lấy, Diệp Quân hỏi, bây giờ chúng ta có bao nhiêu tinh hạch? Ly Thương nói, ngài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Mí mắt Nhị Nha giật giật. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, khóe miệng dần dần mở rộng ra. Diệp Quân n ấy 1.000 vạn viên tinh hạch tinh cho Nhị Nha, còn nữa, sau này cô bé đến Thiên Bảo Các của ta, không cần phải vay, muốn bao. Nhiêu thì cho cô bé bấy nhiêu. Ly Thương lúc này cung kính nói, rõ. Nói xong, hắn đi lên phía trước, đưa cho Nhị Nha một tấm thẻ màu vàng đen, Nhị Nha cô nương ngài cầm thẻ này thì có thể lấy tinh hạch tinh tại Thiên Bảo Các ở bất kỳ đâu, bao nhiêu cũng được. Nhị Nha nhận lấy tấm thẻ màu vàng đen kia, sau đó nói, đóng gói toàn bộ dê nướng của ta rồi đưa đến Quan Huyên Vực. Nói xong, cô bé nhảy xuống ghế, đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô bé vỗ vỗ bả vai Diệp Quân, nghiêm túc nói, huynh đệ tốt. Chờ sau khi ta đột phá, ta sẽ dẫn người đi sát phạt. Tiểu Bạch thì hung hăng hôn Diệp Quân một cái, ôm đầu hắn xoa một. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi ra ngoài, Tiểu Bạch vẫy vẫy móng vuốt nhỏ với Diệp Quân và Phục Vũ, vừa ra khỏi phòng, hai tiểu tử đã nhảy dựng lên, sau đó vẻ mặt hưng phấn chạy ra ngoài lấy tiền. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hai tên tiểu tử kia, Diệp Quân nở nụ cười, nhưng mà hắn ngược lại có chút tò mò về đột phá mà Nhị Nha vừa mới nói. Rất hiển nhiên, tiểu nha đầu này bây giờ có thể là sắp đột phá rồi, cho nên mới cần nhiều tinh hạch tinh như vậy, cũng không biết sau khi cô bé đột phá sẽ lợi hại đến nhường nào, thật sự rất đáng mong chờ. Diệp Quân như thể nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Phục Võ, cười ói, Phục Võ cô nương, chúng ta có nên mài giữ lại chút không? Sự khủng bố của Phục Võ hắn biết rất rõ, lúc trước ở nền văn minh thiên hành suýt chút nữa đã đổ sát toàn bộ người ở đó. Mà sau đó, cô ta bị Thanh Khâu Cô mang đi, chắc chắn đã được Thanh Khâu Cô chỉ dạy, hơn nữa đã sớm được đi tới vũ trụ thủy nguyên, thực lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Phục Võ cũng lắc đầu, Diệp Quân không hiểu, tại sao? Phục Võ nói, nếu không phân sinh tử thì không có ý nghĩa, nếu phân sinh tử. Nói đến đây, cô ta không nói tiếp nữa. Diệp Quân nở nụ cười, được rồi. Quả thật, đạt được đến cấp bậc này của bọn họ, nếu không phân biệt được sinh tử. Rất khó phát huy ra sức lực chiến đấu thật sự của từng người, cũng giống như hắn, hắn muốn phát huy được toàn bộ thực lực thật sự của mình ra, chắc chắn phải vận dụng huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân. Mà vận dụng huyết mạch phong ma, vậy gặp phải cái chết là điều khó tránh khỏi. Phục Võ đột nhiên hỏi, cá này rất ngon, tên là gì? Diệp Quân cười nói, cá om dưa chua. Phục Võ buông đũa xuống,
Cô ta nhìn Diệp Quân trận chiến này nếu có thể sống sót, ta muốn đi đến hệ Ngân Hà để xem. Diệp Quân cười nói, ta dẫn người đi, bên kia ta khá quen thuộc. Sau khi nhận được đáp án mình muốn, Phục Võ gật gật đầu, được, ta đi tu luyện đớ. Nói xong, cô ta đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa, cô ta quay đầu nói với Ly Thương, giúp ta làm một phần cá om dưa chua, ta đóng gói mang đi. Diệp Quân, Thương Ly, nhìn thấy Phục Võ mang theo một phần cá om dưa chua được đóng gói rời đi, Diệp Quân lắc đầu cười một cái, hắn nhìn qua đống đồ ăn được sắp đầy bàn một cái, mỗi một phần hắn đều ăn một ít, đúng thật đều mang mùi vị của hệ Ngân Hà, hơn nữa còn cực kỳ chính thống. Một lát sau, Diệp Quân đứng dậy buông đũa đặt xuống, cười nói, cũng nên đi gặp các huynh đệ tốt của ta rồi. Nói xong, hắn rời khỏi phòng bao, mà ngay khi hắn vừa ra khỏi phòng ăn, lại nhìn thấy ba người quỳ gối trước cửa phòng ăn. Một thiếu niên, một thiếu nữ, một ông lão. Thiếu niên và thiếu nữ này, chính là cặp huynh muội lúc trước muốn mua nhị nha và sủng vật tiểu bạch kia, giờ phút này, bọn họ quỳ ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, đặc biệt là người thiếu nữ kia, thân thể run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi, như thể đã trải qua chuyện gì đáng sợ. Diệp Quân có chút nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía Ly Thương đang đi theo bên cạnh, Ly Thương bước lên phía trước nói hết chuyện xảy ra lúc trước trong một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Quân nhìn về phía cô bé kia, nhìn thấy Diệp Quân, cô bé càng sợ hãi hơn. Giờ phút này, cô bé đã ý thức được sự đáng sợ của Tiên Bảo Các. Không lâu sau, các cường giả của Tiên Bảo Các cưỡng chế xông vào nền văn minh của bọn họ, hơn nữa ngay trước mặt cô bé, giết phụ thân của cô bé. Mà vào lúc đó, ông nội mà cô bé vẫn cho là vô địch, thậm chí ngay cả nói cũng không dám nói, bắt đầu từ khoảnh khắc kia, cô bé mới chính thức ý thức được, hóa ra trên thế giới này, cũng có tồn tại người mà nhà bọn họ không thể trêu chọc được. Ông già đang quỳ kia chính là ông nội của huynh muội hai người, nhìn thấy Diệp Quân, ông ta trực tiếp dập đầu xuống, thiếu các chủ, bọn họ không biết gì, mạo phạm bằng hữu của ngài, muốn giết muốn dóc thịt, xin cứ tự nhiên, chỉ là việc này cũng không phải là ý của nền văn minh cửu hoang của chúng ta. Nền văn minh cửu hoang của chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bất kính với Tiên Bảo Các, trước kia sẽ không, bây giờ sẽ không, về sau lại càng không. Ánh mắt Diệp Quân rơi vào trên người cô bé kia, thân thể cô bé không ngừng run rẩy, cả người đang cực kỳ sợ hãi. Mà lúc này, ca ca của tiểu cô nương kia đột nhiên nói, thiếu các chủ, đây hết thảy đều là lỗi của ta, không liên quan đến muội muội của ta nguyện ý. Dùng cái chết tạ tội, kính xin thiếu các chủ tha cho muội muội ta một mạng. Nói xong, hắn ta nặng nề dập đầu một cái, sau đó thân thể và cả linh hồn bị đốt cháy phừng phừng. Cái tiểu cô nương giờ phút này đột nhiên đã không cảm thấy sợ hãi nữa, cô bé nhanh chóng nhào lên người của người đàn ông ôm chặt lấy hắn ta, thân thể và linh hồn của cô bé cũng bị đốt cháy theo. Diệp Quân đột nhiên nhẹ nhàng phất phất tay, ngọn lửa trên người hai người biến mất. Hai huynh muội đều nhìn về phía Diệp Quân, vẻ mặt nghỉ hoặc. Diệp Quân nhìn tiểu cô nương, mỉm cười nói, sau này đừng nghịch ngợm nữa. Nói xong, hắn đi về phía đằng xa. Tại nơi đó, ông lão kia bỗng nhiên như chút được gánh nặng, toàn thân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nền văn minh vũ trụ cửu hoang mặc dù bây giờ là nền văn minh cấp thần linh tối cao, nhưng ông ta hiểu rất rõ, Tiên Bảo Các muốn diệt bọn họ, điều này quả thực dễ như trở bàn tay, Tiên Bảo Các không chỉ tự thân là nền văn minh tối cao, quan trọng nhất chính là bọn họ còn có tiền nữa. Không biết bao nhiêu nền văn minh vũ trụ đã có mối giao hảo với họ. Nếu Tiên Bảo Các muốn diệt bọn họ, thậm chí cũng không cần tự mình phải động thủ, chỉ cần tiết lộ một chút, sẽ có vô số nền văn minh nguyện ý làm chuyện này. Bởi vậy, khoảnh khắc vừa rồi, trái tim của ông ta đã lên tới cổ họng, tinh thần cũng đã căng như một sợi dây cung, bởi vì ông ta biết, sự sống chết của nền văn minh cửu hoang chỉ nằm gọn trong một câu nói của người thiếu niên này. Mà ông ta không ngờ rằng chuyện này lại được bỏ qua như vậy. Nhưng ông ta rất nhanh hiểu được, thật ra người ta chính là không coi nền văn minh cửu hoang ra gì. Nghĩ vậy, khóe miệng ông ta không khỏi hiện lên một tia chua xót, cũng không biết là bởi vì sư bi ai hay là do may mắn. Tiểu cô nương đột nhiên khóc lên, cô bé ôm chặt lấy người đàn ông, ca, về sau ta sẽ không bao giờ tùy hứng nữa, không bao giờ tùy hứng nữa. Tầng thứ 10. Tầng này là một sảnh tiệc rất lớn. Mà giờ phút này, bên trong sảnh tiệc này, đã tụ tập mấy chục nghìn người. Toàn bộ đều là những yêu nghiệt trẻ tuổi nhất vũ trụ nguyên thủy. Bởi vì ngày mai là đăng thiên lộ,
nên hôm nay mọi người sẽ gặp nhau để làm quen, kết giao, và ra vẻ. Dù sao đều là những người trẻ tuổi, người ở trước mặt ta ra vẻ, ta ở trước mặt người khác ra vẻ. Người vui, ta vui, mọi người cùng vui. Bởi vì tụ hội lần này là do Tiên Bảo Các tổ chức, bởi vậy, tụ hội lần này cực kỳ náo nhiệt, còn có các tiết mục biểu diễn. Mà ở trong kiểu tụ hội long trọng như thế này, luôn luôn có một số người là sự tiêu điểm, ví dụ như Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi, giờ phút này hai. Người bọn họ an vị ở bàn chính, ở bên phải bọn họ là một vị trưởng lão của Tiên Bảo Các, tên là Chu Lễ, cấp bậc cao hơn Ly Thương một cấp bậc, trên mặt ông ta vẫn luôn mang theo nụ cười như gió mùa xuân. Mà ở bên trái bọn họ, có hai người đàn ông đang ngồi chỗ đó, hai người đàn ông này bọn họ cũng biết, chính là Vân Vô Tại và Ngưỡng Tăng. Thật ra, hai người bọn họ đều không có tư cách ngồi bàn chính, bởi vì bọn họ cũng không phải là những người trẻ có tiếng nói của Vô Tông và Khổ Môn đó, nhưng mà bọn họ quen biết với Diệp Quân. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi có hơi không thích ứng được, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia kiểu hoạt động long trọng như thế này, cũng là lần đầu tiên là một trong những tiêu điểm của mọi người. Cũng may bên cạnh trưởng lão Chu Lễ sẽ thường xuyên nói chuyện với bọn họ, không hề cố ý lấy lòng, tựa như một trưởng bối đang nói những chuyện dưa cả mắm muối nhà bên. Đối với vị trưởng lão này, ngay từ đầu bọn họ cũng đã cực kỳ kính sợ, đây chính là trưởng lão có thực quyền của Tiên Bảo Các, nếu là trước kia, đừng nói bọn họ, kể cả có là chủ của nền văn minh của bọn họ cũng không có tư cách ngồi chung một chỗ với vị trưởng lão này. Nhưng giờ đây, họ đang ngồi với nhau. Mà bọn họ thật không ngờ, vị trưởng lão này là óc bình dị gần gũi như thế, dễ ở chung như thế, điều này khiến cho bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Vân Vô Tại vẫn luôn là rảnh rang, dù sao, hắn ta cũng là bản vô tông, một chỗ ngồi mà thôi, còn không đến mức để cho khiến cho hắn ta thấy lo lắng thấp thỏm. Về phần Ngưỡng Tăng, anh ta căn bản không nghĩ tới những chuyện lộn xộn này, người bảo ta ngồi một chỗ, người không cho ta ngồi dưới đất cũng được. Rất nhiều ánh mắt của mọi người từ tứ phía đều dồn về phía khu vực bàn chính này, nghĩ đến việc được kết giao với mấy người Tiêu Nguyên Khởi nhưng. Bởi vì có sự có mặt của Chu Lễ, bởi vậy, tất cả mọi người đều không dám làm như vậy. Tiêu Nguyên Khởi đang ngồi cạnh Chu Lễ đột nhiên tới gần Chu Lễ, nói, Chu Lão, đại ca hôm nay có tới không? Chu Lễ cười nói, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng mà các ngươi ở đây thì có lẽ hắn ta sẽ tới. Tiêu Nguyên Khởi gật gật đầu, có chút chờ mong, cũng có chút lo lắng, sở dĩ lo lắng là bởi vì lúc trước không biết thân phận của Diệp Quân nên luôn ở bên cạnh Diệp Quân khoác lác. Bây giờ nhớ lại, hắn bỗng cảm thấy khuôn mặt này nóng bỏng. Mà đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên ngồi vào bàn chính, hành động của người đàn ông bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người có mặt ở đó. Ai? Lại dám ngồi vào bàn chính? Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê truyện hot, vn hoặc chuyen.azz, vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê truyện nhót nhé các bạn. Mọi người bắt đầu nhốn nháo nhìn về phía người đàn ông, khi nhìn thấy người đàn ông, một số người bỗng nhiên thất thanh kinh hãi nói, Diệp Quân. Người đàn ông ngồi xuống đó chính là Diệp Quân. Diệp Quân. Toàn bộ mọi người trong sảnh tiệc đột nhiên tạo nên một trận xôn xao, nhưng rất nhanh đã trở nên yên tĩnh lại. Bên cạnh Diệp Quân, Chu Lễ kia đột nhiên đứng dậy hơi hành lễ với Diệp Quân, thiếu chủ, các ngài trò chuyện, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Ông ta đương nhiên không thể ngồi cùng bàn với Diệp Quân, nên ông ta thật sự rời đi mà không hề cung kính đứng bên cạnh Diệp Quân, bởi vì ông ta biết khi ông ta làm như vậy, sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Diệp Quân. Có một số việc, khi không có ai khúm núm thế nào cũng được, nhưng ở trước mọi người, phải chú ý sức ảnh hưởng, phải bảo vệ hình tượng của người bề trên. Diệp Quân nhìn về phía mấy người, cười nói, mấy vị, lại gặp nhau rồi. Vân Vô Tại cười nói, Diệp huynh, không ngờ rằng huynh lại đến. Diệp Quân nói, các ngươi đều ở đây, cho nên tới gặp các ngươi. Vân Vô Tại đột nhiên nói, Diệp huynh, ngươi có biết bây giờ bên ngoài đều đang đặt cược ngươi và thiếu chủ của Quan Huyên vực không? Tất cả mọi người muốn biết hai người các ngươi ai lợi hại hơn, ngươi có biết vị thiếu chủ Quan Huyên vực này không? Nghe thấy Vân Vô Tại nói, tất cả mọi người ở đó đều im lặng lắng nghe. Bây giờ điều không thể nghi ngờ được là Diệp Quân là người có tiếng nhất vũ trụ nguyên thủy, nhưng còn có một vị xê dù không hề xuất hiện. Nhưng danh tiếng cũng rất nổi tiếng, đó chính là thiếu chủ của Quan Huyên vực, vị này thật sự rất thần bí.
Vậy hai vị này ai mạnh hơn đây? Thiếu chủ Quan Huyên vực. Diệp Quân cười cười, biết, còn từng giao thủ, còn từng giao thủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại đó bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhanh chóng di chuyển về phía khu vực bàn chính. Vân Vô Tại cũng có chút khiếp sợ, các ngươi đã từng giao thủ. Hai người các ngươi ai mạnh hơn? Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng thở dài, thực không giấu giếm, cái người gọi là thiếu chủ Quan Huyên vực kia thật sự quá mạnh, là người mà từ lúc ta sinh ra đến giờ yêu nghiệt nhất, khủng bố nhất, dưới tay hắn ta, ta không chịu nổi quá ba chiêu. Rào! Nơi đó một mảnh xôn xao. Chỉ có ba chiêu mà cũng không chịu nổi. Cái quái gì vậy? Mọi người ở hiện trường đều cho rằng mình nghe nhầm, phải biết rằng sức mạnh mà Diệp Quân thể hiện lúc trước đáng sợ đến thế nào. Siêu cấp yêu nghiệt thần đạo trần của nền văn minh tối cao hoàn toàn không có sức mạnh để đánh trả trước mặt vị thiếu chủ của tiên bảo các này. Một nhân vật khủng bố như vậy lại không thể chống đỡ được ba chiêu trước. Mặt thiếu chủ Quan Huyên vực. Thiếu chủ của Quan Huyên vực có ba đầu và sáu tay à? Biểu cảm của Vân Vô Tại nặng nề nói, Diệp huynh, người thật sự, không thể trụ nổi quá ba chiêu sao? Ngưỡng Tăng cũng nhìn Diệp Quân với vẻ mặt nặng nề. Diệp Quân nghiêm túc nói, đúng vậy, đối phương thật sự quá mạnh, chỉ sợ. Mấy kỷ nguyên cũng không có được một nhân vật như V, ai, sinh ra cùng kỷ nguyên với hắn thật sự là một điều bất hạnh. Nghe xong lời nói của Diệp Quân, mọi người tại hiện trường nhìn nhau. Vị thiếu chủ Quan Huyên vực này ghê gớm như vậy sao? Sau khi Vân Vô Tại và Ngưỡng Tăng nghe thấy những lời của Diệp Quân, vẻ mặt của họ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, họ đã từng nhìn thấy Diệp Quân ra tay, lúc đó, Diệp Quân chiến đấu với thần đạo trần nhưng vẫn không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, nếu một người như vậy không thể chịu nổi ba chiêu của thiếu chủ Quan Huyên vực, vậy thì thiếu chủ Quan Huyên vực này phải ghê gớm đến mức nào? Không thể tưởng tượng được. Ghê gớm. Chẳng lẽ, thiếu chủ của Quan Huyên vực đã đạt đến phá vòng cấp 9? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Diệp huynh. Lúc này, Tiêu Nguyên Khởi ở một bên đột nhiên lên tiếng. Diệp Quân nhìn về phía Tiêu Nguyên Khởi, Tiêu Nguyên Khởi cười mỉa nói, chuyện này. Chuyện xảy ra lúc trước, ta rất xấu hổ. Thác Cổ Nguyên cũng nói, Diệp huynh, lúc chúng ta nói là huynh đệ của ngươi, thật ra chỉ vì muốn khoe khoang thôi. Không có ác ý gì khác. Diệp Quân cười nói, tuy rằng trước kia không phải như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta không phải như vậy sao? Nghe Diệp Quân nói vậy, Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi bỗng nhiên bật cười, bọn họ biết, Diệp Quân không hề tức giận vì chuyện lúc trước, tảng đá treo trong lòng bọn họ lúc này cuối cùng cũng rơi xuống. Diệp Quân bỗng nhiên cầm ly rượu trước mặt lên, hắn đứng dậy nhìn đám thiên tài và yêu nghiệt của các nền văn minh xung quanh, mỉm cười nói, các vị, a thay mặt tiên bảo các, hoan nghênh các vị đến đây, ngày mai là đăng thiên lộ, vì vậy tối nay các vị phải tận hưởng thật vui vẻ. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đăng thiên lộ, tạo ra kỳ tích. Mọi người có mặt tại hiện trường nhanh chóng nâng ly và uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Diệp Quân dễ tính như vậy, một số người mới yên tâm đi tới bàn chính nâng ly mời rượu. Đám người của Diệp Quân cũng chào đón tất cả những người đến, sau khi uống rượu được một vòng, không ai dùng sức mạnh để kìm nén cơn say, vì vậy mọi người càng trở nên thoải mái hơn và bữa tiệc cũng trở nên sôi động hơn. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi cũng bị rất nhiều người bao quanh, những người này biết rất rõ rằng việc uống một ly rượu và trò chuyện vài câu với Diệp Quân đã là cực hạn, chỉ có Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi là có thể giao lưu được, bởi vì bây giờ hai tên này vẫn còn tương đối yếu, mọi người đều có thể kết bạn. Ngưỡng Tăng không uống rượu, nhưng xung quanh anh ta cũng có rất nhiều người, rốt cục không từ chối được, anh ta uống một ngụm, sau khi uống xong anh ta cảm thấy hương vị không tệ nên lại tiếp tục uống. Không biết đã uống bao nhiêu. Anh ta kéo một người đàn ông nói, ta có lý tưởng, ta muốn biến khổ môn của ta thành tông môn mạnh nhất, ta muốn vượt qua ba tướng sư tổ, ta muốn ra phả phải viết một tờ riêng. Ngươi có tin ta hay không? Người đàn ông kia vội vàng nói, tin, ta tin ngươi, ba tướng cũng không là gì. Ca ca, ngươi mới là giỏi nhất. Ngưỡng Tăng đỏ mặt, kích động nói, đúng vậy, ba tướng không là gì cả, ta mới là người giỏi nhất, nào nào, huynh đệ, cạn ly. Bên kia Tiêu Nguyên Khởi và Thác Cổ Nguyên cũng đỏ mặt, có người đột nhiên hỏi, Nguyên huynh, lúc đầu ngươi gặp Diệp huynh như thế nào? Thác Cổ Nguyên nhấp một ngụm rượu rồi nói, lúc trước khi ta nhìn thấy Diệp huynh, chân của hắn vừa bị người ta đánh gãy. Đêm khuya, Diệp Quân đi ra ban công cùng với Thác Cổ Nguyên, Tiêu Nguyên Khởi và hai huynh muội Mộ Tinh Hà và Mộ Tinh Thần đến tham dự bữa tiệc sau đó. Mấy người ngồi ở bên cạnh ban công, nhìn Ngân Hà phía xa.
trên mặt của họ vẫn mang theo cảm giác say và phấn khích. Rõ ràng hôm nay bọn họ đều rất vui vẻ. Mộ Tỉnh Hà đột nhiên nói, Diệp huynh, ta nghe nói mỗi một kỷ nguyên thì vũ trụ đều sẽ khởi động lại, ta nghe tộc trưởng nói rằng kỷ nguyên của chúng ta cũng sắp đến rồi phải không? Diệp Quân gật đầu. Mộ Tinh Hà cười khổ, ta còn chưa sống đủ đâu. Tiêu Nguyên Khởi ở một bên đột nhiên vung nắm tay, sợ khỉ gì, cứ làm là được. Thác Cổ Nguyên cũng gật đầu, cứ làm là được. Diệp Quân nhìn Thiên Lộ, không nói gì. Mấy người quay đầu nhìn Diệp Quân, Mộ Tinh Hà do dự một lát rồi huynh, nếu thật sự có cường giả từ Thiên Lộ đi xuống, chúng ta có thể đánh thắng được sao? Diệp Quân nhìn mấy người, cười nói, muốn nghe nói thật hay nói dối. Mộ Tỉnh Hà nói, đương nhiên nói thật. Diệp Quân nói, trận chiến này không dễ đánh như vậy. Mấy người im lặng, vẻ mặt nặng nề. Diệp Quân lại nhìn về phía Thiên Lộ kia, chúng ta không có đường lui. Mộ Tinh Hà chợt cười nói, đã không có đường lui, vậy cứ làm là xong. Diệp Quân cũng cười nói, cứ làm là xong. Mấy người cứ ngồi như vậy nói chuyện phiếm, chẳng bao lâu, Mộ Tinh Hà và những người khác đã nằm trên mặt đất và ngủ thiếp đi. Diệp Quân đứng dậy đi đến một bên, cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng ở đó, người đàn ông quay đầu lại nhìn hắn rồi cười nói, Diệp Quân ca, đã lâu không gặp. Người đàn ông mặc áo choàng đen chính là Diệp Khải. Diệp Quân cười nói, ngươi tới khi nào? Diệp Khải nói, vừa tới đây không lâu. Diệp Quân nói, vừa rồi sao không tới cùng nhau uống một ly? Diệp Khải cười nói, ta và các huynh đệ của ngươi còn không quen lắm. Diệp Quân nói, ngươi cũng là huynh đệ của ta. Sau khi Diệp Kinh nhìn Diệp Quân một lát, đột nhiên cười nói, Diệp Quân ca, chúng ta thi đấu một chút đi. Diệp Quân gật đầu, được, cơ thể hai người run lên, đi tới một thời không không xác định. Diệp Khải nhìn Diệp Quân và cười nói, Diệp Quân ca, ngươi đừng nương tay. Diệp Quân gật đầu, đương nhiên. Diệp Khải cười lớn, đột nhiên y giơ tay lên, trong nháy mắt, hàng ngàn đại đạo từ trong hư không hiện ra, sau đó bắt đầu tiến hóa. Sức mạnh của hàng ngàn đại đạo dâng lên như thủy triều, chúng ùn ùn hội tụ kéo về phía khu vực thời không này, sau đó chấn áp về phía Diệp Quân. Đại đạo hiện ra. Diệp Quân có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Diệp Khải đã có thực lực ít nhất là 7 phần phá vòng. Phải nói là chủ nhân bút đại đạo vẫn thật sự rất tài giỏi, hẳn biết nếu không có chỉ nhân bút đại đạo giúp đỡ, Diệp Khải nhất định không thể tiến bộ nhanh như vậy. Diệp Quân thu hồi ý nghĩ, mở ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện hai luồng kiếm ý, đồng thời, hai loại huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào. Bốn loại đại đạo phá vòng. Diệp Quân dùng kiếm chém ra, hai loại đại đạo trật tự dung hợp, lại thêm hai loại huyết mạch phá vòng. Ngay khi thanh kiếm này vừa chém xuất hiện, toàn bộ khu vực thời không trực tiếp sôi sục và bốc cháy, vô số sức mạnh của đại đạo bắt đầu bị phá vỡ từng chút một dưới sức mạnh khủng khiếp của thanh kiếm này, và cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Khải thậm chí còn liên tục lui ra xa mấy vạn trượng. Tuy nhiên, khi y vừa dừng lại, đột nhiên giơ tay lên, trong nháy mắt, hàng ngàn đại đạo vốn đã bị thanh kiếm của Diệp Quân phá hủy, giờ phút này lại bắt đầu ngay sau đó vô số đại đạo trực tiếp nổ tung ra, khu vực nơi họ đang đứng trực tiếp biến thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, một lồng kiếm quang màu đỏ như máu đột nhiên bắn ra từ mảnh thiên hà vỡ nát kia, thanh kiếm đó giống như sấm sét, tốc độ cực kỳ nhanh chóng xẹt qua mảnh thiên hà vỡ nát. Trong nháy mắt khiến vạn vật đều bị tiêu diệt. Tất cả sức mạnh của đại đạo đã bị phá hủy vào lúc này. Bùm! Khi một âm thanh trầm đục thật lớn vang lên, một bóng người đột nhiên liên tục lui ra khỏi thời không bị phá vỡ kia, đó là Diệp Khải. Diệp Khải lùi lại mấy vạn trượng mới dừng lại, sau khi dừng lại, y đột nhiên nắm chặt hai tay, những đại đạo bị Diệp Quân chặt đứt lại ngưng tụ lần nữa, hơn nữa hơi thở càng mạnh hơn trước, nhưng khoảnh khắc tiếp theo. Một thanh kiếm xuyên qua không trung bay đến vị trí nửa trượng trước mặt y, khí thế của thanh kiếm này trực tiếp bao bọc lấy y. Diệp Khải dừng lại, y không tiếp tục ngưng tụ đại đạo nữa. Lúc này, Diệp Quân xuất hiện ở trước mặt y, Diệp Khải buông tay ra, cười khổ nói, ta vẫn đánh không lại ngươi. Diệp Quân nhẹ nhàng vẫy tay, kiếm ý này biến mất. Một lúc sau, hai huynh đệ xuất hiện giữa bầu trời đầy sao. Trên tay cả hai đều cầm chai rượu. Sắc mặt Diệp Khải đỏ bừng vì uống rượu, rõ ràng là đã say. Diệp Quân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Khải, nhẹ giọng nói, những năm gần đây, rất vất vả đúng không? Diệp Khải cười khổ. Trong những năm qua, y chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là hy vọng một ngày nào đó có thể đánh bại Diệp Quân,
Để đạt được mục tiêu này, y đã phải chịu đựng vô số gian khổ, nhưng dù y nỗ lực thế nào thì cuối cùng vẫn không thể đánh bại Diệp Quân. Diệp Quân nhấp một ngụm rượu, nói, thật ra, ngươi cũng mang lại áp lực rất lớn cho ta, bởi vì ta cũng không muốn bị ngươi đánh bại. Diệp Khải quay đầu nhìn Diệp Quân, thật sao? Diệp Quân nghiêm túc gật đầu. Diệp Khải nở nụ cười nói, nếu nhìn từ góc độ này, hình như ta cũng khá tốt, ha ha. Khi y nói lời này, hai huynh đệ cùng chai rượu và nhìn nhau mỉm cười. Một lúc lâu sau, Diệp Quân mới hỏi, ngươi có tham gia đăng thiên lộ không? Diệp Khải lắc đầu, sư phụ bảo ta không cần tham gia, nói rằng với thực lực hiện tại của ta, chỉ có thể làm liên lụy ngươi. Diệp Quân trầm mặc một lát, mới nói, ngươi sẽ không liên lụy ta, nhưng mà cứ nghe lời ông ấy, đừng tham gia, rời khỏi nơi này. Nói xong hẳn bước đi về phía nơi xa. Diệp Khải nói, Diệp Quân ca. Diệp Quân dừng lại. Diệp Khải nói, ngươi nhất định phải sống. Diệp Quân dừng một chút, sau đó nói, cố hết sức. Ngày hôm sau, vào ngày này, vô số thiên tài tụ tập trước thiên lộ, có khoảng mấy chục vạn người, gần như tất cả yêu nghiệt thiên tài từ các nền văn minh vũ trụ hàng đầu. Đều đến. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn thiên lộ, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn và sự kích động mãnh liệt. Tổng chiều dài của thiên lộ là 99.999 trượng, và ở vị trí 90.000 trượng có một tấm bia đá sừng sững, trên tấm bia đá có tên một người, Thần Đạo Thiên. Tổ tiên của tộc Thần Đạo. Năm đó khi hắn ta còn trẻ đã leo lên thiên lộ, hiện tại hắn ta đang nắm giữ kỷ lục cao nhất, phía sau còn có những tấm bia đá, mỗi tấm bia đá đều có một cái. Tên, đều là những cựu thiên tài và yêu nghiệt. Thiên lộ là đại đạo trong mắt mọi người, ai có thể đi càng xa trên con đường này thì võ đạo của người đó càng mạnh. Trên thực tế, mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người khi đến văn minh vũ trụ nguyên thủy là đi đến cuối thiên lộ này. Lên trời! Lúc này, tại hiện trường đột nhiên vang lên một thanh âm, khi âm thanh vang lên mọi người theo thứ tự bước lên thiên lộ kia. Diệp Quân lúc này cũng đặt chân lên thiên lộ, khi vừa đặt chân lên thiên lộ, hắn cau mày lại thật sâu. Lúc này, hắn có cảm giác như mình vừa bước vào một đầm lầy, có một sức mạnh thần bí nào đó đang kéo hắn lại, khiến hắn càng chìm sâu hơn. Tất nhiên, sức mạnh này cũng chẳng là gì đối với hắn. Hắn bước nhanh hơn, nhưng phía sau hắn, rất nhiều người vừa bước lên thiên lộ và chưa đi được vài bước đã không thể tiến lên được nữa, họ như đang bị đóng đinh tại chỗ, mồ hôi đầm đìa và vẻ mặt đau đớn. Chẳng bao lâu sau, lần lượt có người bị loại bỏ, những người hiện đang bị loại này chắc chắn chỉ đến đây để tham gia cuộc vui thôi. Đúng lúc này, hai luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên quét qua hiện trường, tiến thẳng về phía cuối thiên lộ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, liền thấy bọn họ là hai thiếu niên bên trái mặc áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sắc bén. Hắn biết người này, hắn ta chính là Thệ Vô, thiếu tông chủ của Bổn Vô Tông, là thiên tài mạnh mẽ nhất của Bổn Vô Tông. Ở bên phải Thệ Vô, thiếu niên kia mặc một chiếc áo cà sa rách nát, đôi mắt sâu thẳm, hơi thở trên người hắn ta không hề yếu hơn Thệ Vô kia. Hắn ta chính là Trọng Kim, thiên tài mạnh nhất của Khổ Môn. Hai người bọn họ dẫn đầu trực tiếp lao đi mấy trăm trượng, bỏ lại tất cả mọi người ở phía sau. Phía sau bọn họ còn có mấy người đi theo, trong số những người này, có hai người mà Diệp Quân quen biết, lần lượt là Trần Đạo Thần đã từng chiến đấu với hắn trước đó, còn một người là Quân U của Đông Hoang. Nhìn thấy Quân U, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hiện tại đối phương cũng đã đạt đến phá vòng. Thệ Vô và Trọng Kim dẫn đầu, tốc độ của họ ngày càng nhanh hơn, lúc này họ đã cách xa hàng ngàn trượng, Thần Đạo Trần và những người khác theo sát phía sau bọn họ. Những người còn lại cũng đang nỗ lực chạy lên trên, đều muốn lưu lại tên tuổi của mình trên con đường thiên lộ này. Diệp Quân không vội, hắn bước đi chậm rãi, hắn nhìn con đường đại đạo lát bằng thời gian, nhân quả, luân hồi này, hắn đang cẩn thận cảm nhận. Trong bóng tối, lúc này Tần Quan đang quan sát thiên lộ kia, ngoài bà ấy ra, còn có hai tộc trưởng của nền văn minh tối cao khác cũng có mặt, đó là Thần Đạo Tông và môn chủ A Bồ của Khổ Môn, và tông chủ của Bổn Vô Tông là Hầu Từ. Những người đứng đầu của mấy nền văn minh tối cao đều đang ở đây. A Bồ đột nhiên nói, Tần các chủ, bà có chắc chắn hôm nay ý chí tối cao kia sẽ ra tay không? Tần Quan gật đầu, nếu có người có thể đi đến cách điểm cuối của thiên lộ khoảng trăm trượng, thì nó sẽ khởi động lại kỷ nguyên vũ trụ. Cách thiên lộ 100 trượng cuối cùng. Mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Diệp Quân nơi xa. Thần Đạo Tông nhìn thiên lộ và nói,
Thực ra năm đó tổ tiên vẫn có thể tiến về phía trước, nhưng ông ấy cảm thấy bất an nên đã dừng lại lúc đó. Vừa nói, ông ta vừa nheo mắt lại, hắn muốn khởi động lại kỷ nguyên vũ trụ và khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, còn chúng ta muốn đột phá xiềng xích của nền văn minh và sự phong tỏa của hắn đối với chúng ta. Vì vậy, cuối cùng tất cả chúng ta sẽ có một cuộc chiến mà không thể tránh khỏi. Phong tỏa văn minh. Mấy người im lặng. Trên thiên lộ, mọi người đều lao về phía cuối thiên lộ, lúc đầu ai cũng nhiệt tình và hưng phấn, nhưng chẳng bao lâu, rất nhiều người trở nên bất lực, bởi vì bọn họ phát hiện ra thiên lộ này còn khó hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Ngày càng có nhiều người lao lên thiên lộ, nhưng cũng ngày càng có nhiều người bị đào thải. Tốc độ của hai người dẫn đầu là Thệ Vô và Trọng Kim lúc này cũng đã chậm lại, tuy nhiên, lúc này họ đã lao lên hàng vạn trượng, bỏ xa mọi người ở phía sau. Mà phía sau họ, Thần Đạo Trần và đám người quân U đang theo sát, nhưng có thể thấy rằng họ đã dốc sức lắm rồi. Về phần Diệp Quân, hắn vẫn bước đi rất chậm rãi, bên cạnh còn có Tiêu Nguyên Khởi, Thác Cổ Nguyên và huynh muội Mộ Tỉnh Hà. Mộ Tinh Thần mặc áo choàng tinh thần ma pháp, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn và kích động, cô không cảm thấy phải dốc sức chút nào. Diệp Quân đột nhiên nói, mọi người không cần vội. Mấy người nhìn Diệp Quân cúi đầu nhìn thiên lộ dưới chân hắn, thiên lộ dưới chân được bao phủ bởi các loại đại đạo pháp, trong đó ẩn chứa sức mạnh đại đạo pháp tối cao, chúng đan xen vào nhau, như một cuộn tranh. Diệp Quân nói, mọi người đi chậm thôi, xem có thể giác ngộ ra được gì không. Giác ngộ. Mấy người gật đầu, lần lượt nhìn thiên lộ dưới chân, bọn họ cũng phát hiện có gì đó không bình thường, thế là bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc cảm nhận đại đạo và pháp tắc dưới chân, thay vì lao về phía thiên lộ. Hai mắt Diệp Quân đã từ từ nhắm lại, hắn cẩn thận cảm nhận những đại đạo và pháp tắc này, những đại đạo và pháp tắc này đối với hắn mà nói, thực ra rất quen thuộc, hắn cảm nhận được thời không, năm tháng, nhân quả, vận mệnh, thiện ác ở trong đó. Tất cả các loại đại đạo đều được trải ra ở đây, chúng hội tụ với nhau như một dòng chảy đại đạo. Càng lên cao, những đại đạo và pháp tắc này càng mạnh mẽ hơn. Dần dần, Diệp Quân cảm nhận được biến hóa trong đó, biến hóa từ yếu đến mạnh, biến hóa từ không thành có. Hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ của thiên lộ này, là ai đã đặt tất cả những đại lộ và pháp tắc tối cao của vũ trụ ở đây. Ý chí tối cao. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cuối thiên lộ đó. Không hề nghi ngờ, đại đạo ở đây đều được đặt vào bởi ý chí tối cao. Vậy ngài làm như vậy là có ý gì? Diệp Quân trầm mặc một lát, hắn thu hồi tâm tư, tiếp tục cảm nhận các loại đại đạo dưới chân. Cho dù mục đích của đối phương là gì, hôm nay có thể sẽ biết. Thời gian trôi qua, người trên thiên lộ càng ngày càng ít, đã giảm đi 1/3, hai người dẫn đầu lao về phía trước giờ đã chuyển từ chạy sang đi bộ. Hơn nữa, tốc độ càng ngày càng chậm, vẻ mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Tốc của những người còn lại thậm chí còn chậm hơn, giống như rùa, có người đã bỏ rồi. Bởi vì càng đi lên, lực cản của các loại đại đạo đó càng lớn. Diệp Quân và đám người Tiêu Nguyên Khởi cũng đã đến độ cao hàng vạn trượng, lúc này, hai chân của đám người Tiêu Nguyên Khởi nặng như đeo chì, đang bước đi một cách khó khăn, rõ ràng là sắp không trụ vững được nữa. Ngược lại, Mộ Tỉnh Thần vẫn rất kích động, bước chân vẫn rất nhanh, đã bỏ ba người Tiêu Nguyên Khởi lại phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Nguyên Khởi và những người khác vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa rất nhanh, Mộ Tỉnh Thần đã thực sự đuổi kịp đám người Thần Đạo. Trần, Quân U, nhìn thấy Mộ Tinh Thần đuổi kịp, đám người Thần Đạo Trần cũng có chút kinh ngạc. Quân U lạnh lùng nhìn Mộ Tỉnh Thần, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Quân ở cách cô rất xa, nhìn Diệp Quân, ánh mắt cô ta lạnh như băng. Thần Đạo Trần lúc này cũng đang nhìn Diệp Quân, anh ta hít một hơi thật sâu, quay người chạy lên trên. Anh ta muốn đòi lại tất cả những tủi nhục mà anh ta phải chịu ngày hôm đó. Diệp Quân cũng không để ý tới bọn họ, hắn lúc này đang cố gắng dung hợp với những đại đạo và pháp tắc này, trong hoàn cảnh bình thường, đây là điều không thể, nhưng điều làm hắn vô cùng bất ngờ là những đại đạo và pháp tắc này lại không từ chối hắn, không chỉ không từ chối hắn, ngược lại còn chủ động tiếp cận và đến gần hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Quan và những người ở bên ngoài cảm thấy có chút khó tin. Tần Quan nhìn Diệp Quân, trong mắt cũng có một tia nghi hoặc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc này, người trên thiên lộ càng ngày càng ít, chỉ có chưa đến mấy trăm người. Những người dẫn đầu Trọng Kim và Thệ Vô lúc này đã đạt tới hơn 84.000 trượng, tốc độ của họ đã hoàn toàn chậm lại, mỗi bước tiến về phía trước đều cần rất nhiều nỗ lực. Hai người nhìn chằm chằm vào tấm bia đá trước mặt,
đó là kỷ lục do thần đạo thiên, tổ tiên của nền văn minh thần đạo tộc lập ra lúc đầu, mà mục đích của họ lần này chính là muốn phá vỡ kỷ lục này. Thần đạo Trần, Quân U và Mộ Tinh Thần đang theo sát phía sau họ. Thần đạo Trần và Quân U lúc này đã rất kiệt sức, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy và đôi chân nặng như ngàn cân. Quân U quay đầu liếc nhìn Diệp Quân vẫn còn ở rất xa, cô ta hít một hơi thật sâu, trong mắt lại hiện lên ý chí phấn đấu, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Thần đạo Trần cũng vậy. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, anh ta đều sẽ nhìn Diệp Quân, chỉ cần nhìn thấy Diệp Quan, ý chí chiến đấu của anh ta sẽ lại nhen nhóm lên. Bên ngoài, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Diệp Quân. Rất nhiều người đều có chút bối rối vì Diệp Quân bước đi thực sự quá chậm. Lúc này hắn cách đám người Thệ Vô khoảng hơn 2 vạn trượng. Chỉ có đám người thần đạo tôn biết rằng Diệp Quân lúc này thực sự đã dung hợp với các đại lộ trên thiên lộ ngày hôm đó. Mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Một khoảng thời gian dài trôi qua, lúc này Thệ Vô và Trọng Kim vẫn còn cách thần đạo thiên năm đó 3.000 trượng, bọn họ nhìn chằm chằm vào tấm bia đá đó, trong mắt đã không còn ý chí chiến đấu trước đó, chỉ có tuyệt vọng. Họ đứng ở vị trí hiện tại này, đã rất lâu không bước được bước nào. Càng lên cao, đại lộ và pháp tắc càng trở nên đáng sợ, chúng trói buộc đôi chân bọn họ, cũng trói buộc đại đạo của họ. Phía dưới, Diệp ca. Lúc này Tiêu Nguyên Khởi bỗng nhiên lên tiếng, yếu ớt nói, hai người bọn ta không kiên trì được nữa rồi. Nói xong, anh ta và Thác Cổ Nguyên trực tiếp ngồi xuống đất, nhưng khi bọn họ bỏ cuộc, cơ thể họ vừa thả lỏng, sau đó trượt xuống. Chưa kể con đường đại đạo, bất cứ việc gì, kiên trì đều rất khó. Nhưng nếu người muốn bỏ cuộc thì lại rất đơn giản. Diệp Quân tiếp tục đi lên, tốc độ của hắn vẫn như cũ, không nhanh cũng không chậm, rất nhiều người lúc đầu cho rằng hắn đang giả bộ, nhưng dần dần, mọi người phát hiện không phải như vậy, bởi vì sau này, thiên lộ nơi hắn đi qua, các đại đạo trong khu vực đó lại có phản ứng, chúng gợn sóng như sóng nước, vây quanh Diệp Quân. Bên ngoài, thần đạo tôn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, tại sao những đạo đạo và pháp tắc này lại không từ chối hắn? Nói xong, ông ta lại nhìn Tần Quan. Hai người A Bồ cũng nhìn Tần Quan, bọn họ cũng rất nghỉ hoặc về điểm này. Tần Quan cười nói, có lẽ là, quá ưu tú. Mấy người. Mà lúc này, Quân U và thần đạo Trần cũng nhận thấy Diệp Quân có gì đó khác thường. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân đang cách họ ngày càng xa, trong lòng càng bất an, còn có bất cam. Bởi vì trực giác mách bảo bọn họ, Diệp Quân rất có thể sẽ vượt qua bọn họ. Hai người nghiến răng nghiến lợi. Quay người lại và cố gắng bước về phía trước. Không chỉ hai người bọn họ, Thệ Vô và Trọng Kim ở phía xa lúc này mặc dù không thể bước tiếp, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, bọn họ nhìn chằm chằm vào. Bia đá cách đó không xa, chỉ cần vượt qua bia đá này, bọn họ sẽ có thể lập nên một kỷ lục mới. Điều quan trọng nhất là người đi xa nhất có thể là người có thiên mệnh của kỷ nguyên này, độc quyền hưởng mọi vận may đại đạo, trở thành người mạnh nhất. Đây là cuộc chiến đại đạo. Ai cũng không muốn bỏ cuộc. Ai cũng đều muốn đi đến cuối cùng. Mộ Tỉnh Thần vẫn đang bước đi, cô ta thực sự đã vượt qua thần đạo Trần và Quân U. Đây chắc chắn là điều khiến mọi người đều kinh ngạc. Đám người Quân U không biết, nhưng thần đạo Trần này là một thiên tài siêu cấp của nền văn minh thần đạo. Mộ Tỉnh Thần này lại có thể vượt qua anh ta. Các trưởng lão của nền văn minh quần tinh lúc này vô cùng hưng phấn, bọn họ vốn dĩ hy vọng nhất vào Mộ Tinh Hà. Nhưng lại không ngờ rằng người có vẻ không đáng tin cậy như Mộ Tinh Thần lại có thể tiến xa đến vậy, hơn nữa, còn vượt qua cả thần đạo Trần của nền văn minh thần đạo. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Nhưng vào lúc này, Mộ Tinh Thần đột nhiên ngồi xuống tại chỗ, cô lau mồ hôi trên mặt, nói, không đi nữa, mệt chết đi được, ta muốn ngủ. Nói xong, cô trực tiếp chìm vào giấc ngủ, chết tiệt, mọi người đều ngây ra. Con bé này lại cứ thế mà ngủ rồi. Nhưng điều khó hiểu nhất là các đại đạo và pháp tắc trên thiên lộ đó không hề đẩy cô xuống, mà để cô nằm đó và ngủ ngon lành. Văn minh quần tinh, tất cả các trưởng lão nhìn nhau. Có trưởng lão muốn đánh thức Mộ Tinh Thần, bảo cô đi tiếp, để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, nhưng lại bị tộc trưởng Mộ Lăng ngăn lại. Ông nhìn Mộ Tinh Thần đang nằm trên thiên lộ, trong mắt tràn đầy ân cần, nó mệt rồi, để nó nghỉ ngơi một chút đi. Các trưởng lão khác cũng gật đầu, biểu thị đồng tình, đối với Mộ Tinh Thần. Bọn họ đều là thật lòng yêu thích và yêu thương. Lúc này Diệp Quân đi đến bên cạnh Mộ Tinh Thần, nhìn thấy Mộ Tinh Thần đang ngủ say, Diệp Quân mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối thiên lộ, lúc này, hắn chợt hiểu ra một việc, cuộc đời con người, đúng là rất mệt. Theo đuổi quá nhiều,
theo đuổi vì bản thân, theo đuổi vì gia đình. Một đời luôn chạy quanh, mệt mỏi suốt cuộc đời, thậm chí đến chết vẫn không thể buông bỏ được. Trên con đường vĩ đại, dễ bỏ cuộc, khó kiên trì nhưng cũng khó buông tay. Có lẽ, thỉnh thoảng chúng ta có thể buông bỏ nó. Giống như nha đầu trước mặt, cái gì mà đại đạo? Cái gì mà thiên lộ? Ta mệt rồi thì phải ngủ. Đơn giản như vậy thôi. Diệp Quân bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, khi hắn đặt chân xuống, hắn đã đi tới cuối thiên lộ. Một bước lên trời. Mà vào khoảnh khắc này, toàn bộ thiên lộ bắt đầu sôi trào. Nhìn thấy Diệp Quân một bước đi tới cuối thiên lộ, tất cả cường giả của các nền văn minh đang chứng kiến đều sửng sốt. Trọng Kim và Thệ Vô cũng ngây ra tại chỗ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cay đắng. Bọn họ không lúc nào cũng chú ý đến Diệp Quân như Thần Đạo Trần và Quân U, nhưng thực ra, đối thủ lớn nhất trong lòng họ cũng là Diệp Quân. Họ cũng muốn đàn áp Diệp Quân, chứng minh bản thân là người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ trong vũ trụ nguyên thủy. Nhưng họ không ngờ rằng, thời khắc này, Diệp Quân lại một bước vượt qua bọn họ, cũng vượt qua người đang giữ kỷ lục là Thần Đạo Thiên. Họ biết, đây sẽ là thời đại của Diệp Quân. Nhưng Thần Đạo Trần và Quân U lại trở nên tuyệt vọng, vào lúc này, họ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực sâu sắc, bởi vì họ nhận ra rằng cả đời họ sẽ không bao giờ có thể vượt qua người đàn ông này. Sau khi tuyệt vọng, Quân U liền trở nên mất mát, sự sỉ nhục mà người đàn ông trước mặt lúc trước dành cho cô ta, lẽ nào cả đời này cũng không thể trả được sao? Trong thâm tâm, đám người Thần Đạo Tôn cũng đều khiếp sợ, bọn họ biết Diệp Quân yêu nghiệt. Bọn họ cũng biết Diệp Quân có thể phá vỡ kỷ lục của Thần Đạo Thiên, nhưng bọn họ không ngờ rằng Diệp Quân hung hãn như vậy, trực tiếp phá vỡ như vậy. Không hổ là yêu nghiệt được bồi dưỡng bởi hai thế lực hàng đầu. Hiệu quả của nuôi dưỡng tự do tốt như vậy, dã sinh chính là mạnh. Bọn họ không khỏi suy nghĩ xem liệu sau này có nên để những yêu nghiệt thiên tài trong tộc mình được nuôi dưỡng tự do hay không. Tần Quan ở một bên cười nói, ưu tú quá như vậy làm gì? Thật là... cũng không biết khiêm tốn một chút, quả nhiên là người trẻ tuổi. Mấy người. Trong khoảnh khắc Diệp Quân đi đến cuối thiên lộ, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên quét ra từ cuối thiên lộ, tiếp đó, một chiếc rìu khổng lồ màu vàng từ không trung bắn ra và đánh mạnh vào hắn. Diệp Quân giơ tay lên chém một kiếm. Uinh uinh. Một đạo kiếm quang đáng sợ và ánh sáng vàng bùng lên giữa trời đất. Tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh hãi rút lui khỏi khu vực trung tâm. Sau khi rút lui, tất cả các cường giả văn minh đều kinh ngạc nhìn về phía cuối thiên lộ. Ở tận cùng đó, một cường giả mặc áo giáp vàng chậm rãi bước ra, trong tay cầm một chiếc rìu phá núi khổng lồ. Ông ta vừa xuất hiện, một chiến ý đáng sợ liền quét lên, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tinh hà. Cường giả phá vòng cấp 9 đỉnh cao, tất cả mọi người kinh hãi nhìn người đàn ông mặc áo giáp vàng. Đúng lúc này, giọng nói của Tần Quan đột nhiên vang lên giữa trời đất, phá vòng cảnh cấp 5 trở xuống, lui. Nghe thấy giọng nói của Tần Quan, không chút do dự, toàn bộ cường giả văn minh phá vòng cảnh cấp 5 trở xuống đều lần lượt rút lui, tránh xa tỉnh vực này. Cùng lúc đó, giọng nói của Tần Quan lại vang lên, truyền lệnh, đồng bộ toàn bộ vũ trụ. Cùng với mệnh lệnh của Tần Quan đưa ra, tất cả tiên bảo các trong toàn vũ trụ gần như đồng thời nhận lệnh. Họ lập tức mở máy ghi mây ở vị trí tương ứng của mình để đồng bộ hình ảnh của tinh vực thiên lộ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, rất hiển nhiên. Là bởi vì Tần Quan đã sắp xếp từ trước. Trận chiến này không chỉ chiến đấu vì bản thân họ, cũng là chiến đấu vì toàn bộ vũ trụ. Tại thời điểm này, tất cả sinh linh trong vũ trụ phải là một. Trên thiên lộ, Diệp Quân đứng cầm kiếm trong tay, trên người hắn toát ra kiếm ý đáng sợ. Mà đối diện hẳn, trên người cường giả mặc áo giáp vàng lại toát ra chiến ý sôi sục như nước, không ngừng trấn áp vũ. Trụ tinh hà này, người mặc áo giáp vàng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Không nói gì, thân thể ông ta run rẩy, với một chiếc rìu khổng lồ trong tay, ông ta hung dữ chém về phía Diệp Quân. Thời không bị hắn xé nát. Đối mặt với người đàn ông mặc áo giáp vàng đáng sợ này, Quân không chút sợ hãi, hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía người đàn ông mặc áo giáp vàng. Âm thanh của nhát kiếm vang vọng khắp tinh hà vũ trụ. Uinh uinh, ngay khi hai người tụ lại với nhau, một luồng ánh sáng vàng và kiếm quang mạnh mẽ đột nhiên tỏa ra, tiêu diệt vạn vật trong chớp mắt. Diệp Quân và người đàn ông mặc áo giáp vàng cùng lúc lùi về sau một cách dữ dội, nhưng rất nhanh, Diệp Quân dừng lại, hắn vung nhẹ thanh kiếm của mình, vô số sóng công kích ánh sáng màu vàng đang lao tới trước mặt hắn ngay lập tức bị vỡ tan, mà ở phía xa, sau khi người đàn ông mặc áo giáp vàng
Dừng lại, ông ta vung chiếc rìu khổng lồ của mình về phía trước, vô số ánh kiếm đang tấn công ông ta. Ngay lập tức bị tan rã. Phá vòng cảnh cấp 9. Trong mắt Diệp Quân không có một chút sợ hãi nào, chỉ có chiến ý và hưng phấn vô tận, đánh với một cường giả cấp độ này mới thú vị. Cảm nhận được chiến ý của hắn, thanh kiếm trong tay hắn run rẩy kịch liệt, phát ra từng đạo âm thanh kiếm. Ở phía xa, người đàn ông mặc áo giáp vàng đột nhiên bước về phía trước một bước, vừa đặt chân xuống, chiếc rìu khổng lồ đâm thẳng về phía Diệp Quân. Thời không trước mặt Diệp Quân trực tiếp bị vỡ nát. Diệp Quân hơi nheo mắt lại, xoay cổ tay, cầm thanh kiếm sắc bén đối mặt với ông ta. Trận chiến lớn bắt đầu. Người đàn ông mặc áo giáp vàng tràn đầy chiến ý, ông ta mở và đóng chiếc rìu khổng lồ trong tay. Mỗi lần chiếc rìu đánh xuống, nó dường như chia cắt toàn bộ vũ trụ, chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, nhưng Diệp Quân không sử dụng sức mạnh huyết mạch, chỉ sử dụng hai loại kiếm ý vô địch của hắn không hề làm yếu đi chiến ý của người đàn ông mặc áo giáp vàng. Diệp Quân càng đánh càng mạnh. Trong bóng tối, ở bên cạnh Tần Quan, Thần Đạo Tôn trầm giọng nói, Tần các chủ, chúng ta. Tần Quan nói, chờ một chút. Bà nhìn chằm chằm Diệp Quân, nó vừa mới đột phá, còn chưa trải qua trận chiến thực sự nào, người trước mặt vừa hay để cho nó luyện tập một chút. Thần Đạo Tôn gật đầu, ông ta nhìn về phía cuối thiên lộ, vẻ mặt ngưng trọng, không chỉ ông ta, hai người A Bồ ở bên cạnh cũng biểu cảm rất ngưng trọng, đương nhiên, còn có chút mong đợi. Mấy nền văn minh bọn họ đã đến vũ trụ nguyên thủy từ sớm, thực ra họ đang chờ đợi ngày này. Là tiến thêm một bước, hay là sinh tử đạo tiêu? Chính là trong trận chiến này, nghĩ đến đây, máu của họ sôi lên một chút. Họ không sợ hãi, bởi vì đối với họ, phá vòng cảnh cấp 9 là tận cùng, nếu không thể tiến thêm một bước nữa, điều chờ đợi họ chính là sinh tử đạo tiêu. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là có sự gia nhập của Tiên Bảo Các và Quan Huyên Vực. Sở dĩ ba nền văn minh tối cao chấp nhận Tiên Bảo Các và Quan Huyên Vực nhanh chóng như vậy, không chỉ vì sức mạnh đáng sợ của người đàn ông mặc áo trắng mà còn bởi vì họ đều có cùng một mục đích. Ở phía xa, trận chiến lớn vẫn đang tiếp diễn, vô số kiếm quang và ánh rìu không ngừng đan xen, va chạm, từng đạo rồi lại từng đạo sóng tấn công không ngừng tỏa ra từ trời đất, sau đó quét ra tứ phía. Mà ở khu vực trung tâm của ánh rìu và kiếm quang, từng đạo âm thanh chí mạng kinh hoàng không ngừng truyền đến. Uinh uinh. Đột nhiên, một tiếng nổ chói tai vang lên giữa trời đất. Ngay sau đó, mọi người cảm thấy trước mắt tối sầm, lúc này mọi thời không và ánh sáng đều bị dập tắt. Mọi người đều kinh ngạc và lần lượt rút lui, tránh xa khu vực này một lần nữa. Hiện tại, chỉ có cường giả phá vòng cảnh cấp 7 mới dám ở lại đây. Theo sau tiếng nổ chói tai vừa rồi, Diệp Quân lùi lại hàng vạn trượng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, khí tức của người đàn ông mặc áo giáp vàng đột nhiên dâng trào dữ dội. Chiếc rìu khổng lồ trong tay ông ta run rẩy dữ dội, từng đạo chiến ý đáng sợ và sắc bén dâng lên như thủy triều, tràn ngập trời đất và vũ trụ. Diệp Quân nhìn chằm chằm đối phương, nắm chặt ý kiếm trong tay phải. Hắn biết rằng đối phương sắp thi triển kỹ năng chiến đấu của mình. Những kỹ năng chiến đấu được thi triển bởi một cường giả ở cấp độ này chắc chắn là rất đáng sợ. Lần này, hắn không giơ tay lên, hắn giang tay trái ra và một ý kiếm ngưng tụ từ tay hắn, tuy nhiên, lần này đó không phải là kiếm ý vô địch, mà là kiếm ý trật tự. Song kiếm. Đúng vào lúc này, người đàn ông mặc áo giáp vàng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ông ta, ánh sáng vàng vô tận dâng trào, sau đó, cơ thể ông ta trở nên hư ảo, trong chớp mắt, hàng vạn tàn ảnh cầm chiếc rìu khổng lồ màu vàng lao về. Phía Diệp Quân. Mỗi một đạo tàn ảnh lại sở hữu sức mạnh chiến đấu thực sự của bản tôn. Trong chớp mắt, mọi thứ trong tinh hà vũ trụ này, ngoại trừ thiên lộ, đều biến thành hư vô và trở nên tối đen như mực. Đôi mắt Diệp Quân hơi nheo lại, ngay sau đó, hắn chém hai thanh kiếm vào nhau. Trong khoảnh khắc hai ý kiếm hợp nhất, một kiếm ý đáng sợ đột nhiên dâng lên từ cơ thể Diệp Quân, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên lao lên trời, trong nháy mắt lao vào khiến vô số tàn ảnh vỡ tan. Sự dung hợp của hai đại đạo phá vòng. Nhát kiếm của Diệp Quân cực kỳ mạnh mẽ và không thể ngăn cản. Dầm dầm uinh uinh. Từng đạo rồi lại từng đạo tàn ảnh bị kiếm quang chém đứt, nghiền nát. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, người đàn ông mặc áo giáp vàng đã bị kiếm quang trực tiếp chém ra xa hàng vạn trượng. Trong quá trình ông ta lui lại, chiến ý xung quanh đã trực tiếp bị đạo kiếm quang này nghiền nát, mà khi ông ta dừng lại, tất cả chiến ý trên người ông ta đã hoàn toàn bị xua tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có mặt tại đó đều sửng sốt.
Trọng Kim và Thệ Vô nhìn nhau, trong mắt họ đầy cay đắng, lúc này họ mới ý thức được, thiếu chủ Tiên Bảo Các vừa đến yêu nghiệt đến mức nào. Đối phương có thể chiến đấu với cường giả phá vòng cảnh cấp 9 thế hệ trước, điều này căn bản vượt xa những gì bọn họ có thể so sánh được, sống cùng thời đại với một nhân vật như vậy chắc chắn sẽ rất bi ai, bởi vì khi hậu nhân nói về thời đại này, chắc chắn họ sẽ chỉ nhớ đến người này, đó chính là Diệp Quân. Phía dưới, sắc mặt Thần Đạo Trần tái nhợt như tờ giấy, bởi vì lúc Diệp Quân đánh với anh ta, đối phương căn bản không rút kiếm ra, nếu lúc đó đối phương rút kiếm ra, chỉ sợ anh ta sẽ bị giết ngay lập tức. Nghĩ đến đây, anh ta thực sự tuyệt vọng. Bởi vì anh ta ý thức rõ ràng, đời này anh ta vĩnh viễn không thể đuổi kịp Diệp Quân. Ngược lại, biểu cảm của Quân U lúc này trông có vẻ bình tĩnh hơn, bởi vì cô ta đã không còn coi Diệp Quân là đối thủ nữa. Theo cô ta thấy, bại trong tay một nhân vật vô địch thế giới như vậy không phải là điều xấu hổ. Hơn nữa, cũng không phải là một mình cô ta không đánh lại được hắn, mọi người đều không đánh lại được. Trong âm thầm, đám người Thần Đạo Tôn sau khi thấy sức chiến đấu đáng sợ của Diệp Quân thì thực sự rất kinh ngạc. Đây có phải là sức chiến đấu của kẻ song phá vòng không? Hơn nữa, tên này hình như huyết mạch cũng đã phá vòng rồi. Sau khi người đàn ông mặc áo giáp vàng dừng lại, ông ta dùng tay phải siết chặt chiếc rìu chiến vàng của mình. Trong khoảnh khắc, chiến ý vốn đã bị Diệp Quân đánh tan lại ngưng tụ lại, lại một lần nữa bao trùm vũ trụ tinh hà. Tuy nhiên, chiến ý của ông ta không còn có thể đến gần Diệp Quân nữa, bởi vì kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự tỏa ra trên người Diệp Quân càng đáng sợ hơn. Người đàn ông mặc áo giáp vàng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Đột nhiên, ông ta cầm chiếc rìu khổng lồ màu vàng và ném nó về phía Diệp Quân. Xoẹt! Chiếc rìu vàng khổng lồ xé nát mọi thứ và lao thẳng về phía Diệp Quân. Sức mạnh to lớn đã trấn áp vô số cường giả tại hiện trường khiến họ không thể thở được. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, ý kiếm trong tay trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém ra, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đánh trúng chiếc rìu khổng lồ. Binh, nhát kiếm này mạnh mẽ chặn chiếc rìu khổng lồ dừng lại tại chỗ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy người khổng lồ mặc áo giáp vàng đột nhiên xuất hiện sau chiếc rìu khổng lồ, ông ta nắm lấy chiếc rìu khổng lồ, đứng dậy từ mặt đất, biến thành một tia ánh sáng màu vàng đâm thẳng vào sâu trong bầu trời. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, khoảnh khắc tiếp theo, một đạo ánh rìu vàng rộng hàng vạn trượng trực tiếp từ sâu trong bầu trời giáng xuống, toàn bộ vũ trụ vào lúc này bị xé nát, vô cùng đáng sợ. Đối mặt với đòn đáng sợ này, Diệp Quân vẫn không chút sợ hãi, trong mắt hắn tràn đầy chiến ý vô tận, hắn đột nhiên lao lên trời và chém một kiếm vào chiếc rìu khổng lồ. Nhát kiếm này đánh trúng chiếc rìu khổng lồ, trong nháy mắt, vô số ánh rìu và ánh sáng vàng đồng thời bắn ra, mà Diệp Quân lại chém mạnh vào chiếc rìu khổng lồ, tiếp đó, hắn đâm vào, một kiếm chém về phía người đàn ông mặc áo giáp vàng. Mà đúng lúc này, người đàn ông mặc áo giáp vàng đột nhiên nắm chặt tay phải. Sau đó ông ta đấm mạnh về phía Diệp Quân. Uỳnh! Vô số kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân lui về phía xa hàng ngàn trượng. Người đàn ông mặc áo giáp vàng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ông ta nắm chặt tay phải, trong nắm đấm chứa đựng chiến ý đáng sợ, chiến ý này mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần. Người đàn ông mặc áo giáp vàng đột nhiên biến mất khỏi chỗ, một đạo sấm sét quét qua, trong chớp mắt, một đạo chiến ý khủng khiếp trực tiếp ấn mạnh vào Diệp Quân. Lần này khác với trước đó. Lần này người đàn ông mặc áo giáp vàng thi triển đại đạo của mình. Chiến đạo, chiến ý bất diệt, tồn tại vĩnh cửu, càng đánh càng mạnh. Đây là muốn tiến hành đại đạo trấn áp đối với Diệp Quân, muốn một đòn giết chết Diệp Quân. Diệp Quân tiến lên một bước, lúc này hai đạo kiếm ý quét tới, trong nháy mắt ngưng tụ thành một ý kiếm. Vô địch trật tự ý kiếm. Diệp Quân gầm lên giận dữ, hai đại đạo hung hãn tấn công chiến đạo của người đàn ông mặc áo giáp vàng. Uỳnh uỳnh ăn. Trong tinh hà, ba đại đạo va chạm kịch liệt, từng đạo sóng công kích đáng sợ của đại đạo không ngừng lan tràn trong trời đất. Giờ phút này, ngay cả cường giả phá vòng cảnh dưới cấp 9 cũng không dám ở lại đây, lần lượt tránh xa khu vực trung tâm này. Dù là Diệp Quân hay người đàn ông mặc áo giáp vàng, bọn họ lúc này ngày đều càng đánh càng mạnh, đại đạo xuất hiện, nghiền nát mọi thứ, hủy diệt mọi thứ. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong một thời gian dài. Đại đạo của cả hai đều không thể làm gì được đối phương, mà đại đạo của cả hai lại ngày càng mạnh mẽ hơn trong trận chiến điên cuồng này. Hơn nữa, là ngày càng mạnh hơn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hai người họ không thể làm gì được nhau vào lúc này, đã rơi vào bế tắc. Mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ cuối thiên lộ.
Tất cả mọi người nhìn về phía cuối thiên lộ, dưới ánh mắt của mọi người, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Khi người đàn ông chậm rãi bước ra, trong chớp mắt, khí tức thời gian vô cùng vô tận cuồn cuộn tỏa ra. Thời gian của vô số kỷ nguyên cùng nhau hiện ra, ngưng tụ thành từng đạo khí tức thời gian đáng sợ, tuôn ra từ cuối thiên lộ. Vào lúc này, những cường giả trong toàn vũ trụ nguyên thủy cảm nhận được một áp. Lực áp bức kinh khủng, khiến họ gần như không thể hít thở được. Vạn cổ tuế nguyệt chủ, biểu cảm của tất cả mọi người đều ngưng trọng. Mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức đáng sợ khác lại xuất hiện trong trời đất. Đây là khí tức của một loại kiếp, trên bầu trời toàn bộ vũ trụ nguyên thủy, vô số lôi kiếp màu đỏ ngưng tụ, chúng dâng trào trên bầu trời, sức mạnh bao trùm trời đất của kiếp, liên tục chút xuống, như muốn nghiền nát toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Toàn bộ vũ trụ đều đang rung chuyển, ứng kiếp mà sinh, vạn kiếp chỉ chủ. Sau khi vạn kiếp chi chủ đi ra, lại một người đàn ông trung niên khác từ từ bước ra. Ông ta mặc một chiếc áo choàng rộng, ngay lúc ông ta xuất hiện, giữa trời đất, trên đỉnh đầu của tất cả cường giả đều xuất hiện đường nhân quả. Những đường nhân quả này bắt đầu run rẩy. Nhân quả chỉ chủ, quản lý tất cả nhân, tất cả quả trong thế gian. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, một ông lão chậm rãi bước ra. Sau khi ông lão bước ra, ông ta chỉ vẫy nhẹ tay phải, vô số đường luân hồi đột nhiên xuất hiện xung quanh thiên lộ. Những đường luân hồi này phủ khắp trời đất, có một sức mạnh huyền bí bao trùm tất cả mọi người. Như thể nó có thể hút con người vào bất cứ lúc nào. Luân hồi chỉ chủ. Bên cạnh luân hồi chi chủ, một con trâu xanh chậm rãi bước ra. Trên lưng con trâu xanh là một người phụ nữ mặc quần áo màu xanh lá cây, trong tay cầm một cây sáo trúc, gương mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trên người bà ta không có chút khí tức tà ác nào, ngược lại, những luồng khí tức không tốt xung quanh vừa lại gần bà ta liền sẽ biến mất không chút dấu vết. Diệp Quân nhìn những người ở cuối thiên lộ, đương nhiên hắn cũng không xa lạ gì với những người này. Lúc trước ở kỷ nguyên Bách, hẳn đều đã từng gặp. Nhưng điều hẳn nghi hoặc là, Tịnh Tông chủ chưa từng xuất hiện. Diệp Quân trầm mặc một lát, rồi nói, chủ nhân bút đại đạo, còn chưa ra sao? Ha ha! Một chàng cười lớn truyền đến từ cuối thiên lộ. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc đạo bào chậm rãi bước ra. Khi ông ta bước ra, tất cả đại đạo trên thế gian đều xuất hiện, ngưng tụ, diễn hóa vào lúc này. Vạn đạo hội tụ, tận cùng của tất cả đại đạo trên thế gian, đạo áp mọi thứ trên thế gian. Nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo, vẻ mặt của đám người thần đạo tôn trong bóng tối đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Cảm giác mà người đàn ông này mang lại cho họ thực sự là quá đáng sợ. Quá mạnh. Sau khi chủ nhân bút đại đạo đi ra, ánh mắt ông ta rơi vào Diệp Quân ở phía dưới, có ý gì đó nói, nhị ngũ tử, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Diệp Quân cười nói, đúng vậy. Chỉ là việc này hơi nhanh một chút. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, ta thấy vừa đúng, ha ha. Diệp Quân liếc nhìn những người bên cạnh chủ nhân bút đại đạo, rồi nói, chỉ mấy người các ông thôi sao? Chủ nhân bút đại đạo hỏi lại, không đủ sao? Diệp Quân cười nói, lần này ta không phải chỉ có một mình. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, ta biết, lần này còn có Dương Gia và Diệp. Gia, vừa nói, ông ta vừa nhìn xung quanh, cười nói. Nào, nào, gọi toàn bộ người của ngươi ra đi. Ngươi chính là chủ nhân bút đại đạo trong truyền thuyết. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trời đất, bầu trời thời không nứt ra, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người đến, tất cả cường giả của nền văn minh thần đạo có mặt tại hiện trường đều vội vàng cung kính hành lễ. Người đến không ai khác chính là thần đạo thủy tổ của nền văn minh thần đạo thiên. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn thần đạo thiên. Đang định nói, thần đạo. Thiên giơ tay lên ra một quyền, một thiên đạo hoàn toàn mới hùng mạnh lao về phía chủ nhân bút đại đạo. Đây là đại đạo mà chính ông ta sáng tạo ra, những nơi đại đạo đi qua, tất cả đều bị nghiền nát. Tuy nhiên, chủ nhân bút đại đạo chỉ cần giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy tay, đại đạo đó của thần đạo thiên trong nháy mắt đã bị đánh bật lại. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, không ai có thể làm được. Muốn dùng đạo áp chế ta, trên đời này. Đại đạo cẩu, người kiêu ngạo như vậy sao? Giữa trời đất, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, thời không bên cạnh Diệp Quân nứt ra, tiếp đó, một đám người đi ra. Diệp Thanh Thanh, Đồ, Mộ Niệm Niệm, Vô Biên Chủ, Thiên Mệnh Váy Trắng, Nhị Nha đang ôm Tiểu Bạch, Phục Võ, Tịnh Sơ, Vô Biên Chủ, Kỳ Tỷ Thiên, còn có đám người thiên nữ, huyết nữ, cô gái mù từ U Minh Điệt,
10 người của U Minh Điện đều lần lượt bước ra. Mà người lên tiếng không ai khác chính là Diệp Thanh Thanh. Chủ nhân bút đại đạo nhìn đám người nhị nha, mỉm cười, xua tay và mạnh dạn nói, hôm nay, sẽ đánh cho Dương gia và Diệp gia các người phát khóc. Nghe được những lời này của chủ nhân bút đại đạo, Diệp Thanh Thanh vốn nóng tính, đột nhiên biến thành đạo kiếm quang bay lên trời, trong chớp mắt, một nhát kiếm chém tới trước mặt ông ta. Chủ nhân bút đại đạo vung tay áo lên, sức mạnh của một đạo đại đạo xuất hiện. Uinh uinh! Đạo kiếm quang đó bị buộc phải dừng lại trên bầu trời, không thể tiến thêm được nữa. Diệp Thanh Thanh dừng lại, bà ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo cười nói, Thanh Thanh cô nương, nhiều năm như vậy rồi, tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như vậy, ngươi đừng vội, đối thủ của ta không phải ngươi. Cách đó không xa, ngày càng có nhiều cường giả hội tụ. Tất cả các cường giả hàng đầu của nền văn minh thần đạo, Khổ Môn và Bản Vô Tông lúc này cũng xuất hiện trong tinh hà, bao gồm cả sư tổ tam tướng của Khổ Môn và sư tổ Đạo An của Bản Vô Tông. Tam tướng trông không lớn tuổi, khoảng 30 tuổi, mặc áo cà sa, khăn choàng dài đến thắt lưng, hai tay chắp lại, trên tay đeo một chuỗi hạt xương trắng. Đạo An mặc áo đạo bào, cầm cây phất trần, tiên phong đạo cổ. Phía sau bọn họ còn có 5 cường giả hàng đầu phá vòng cảnh cấp 9. Ngoài ra, trong nền văn minh thần đạo và Khổ Môn, rất nhiều cường giả phá vòng cảnh đang kích hoạt trận pháp tông môn siêu cấp của mình, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Những cường giả của hai nền văn minh tối cao cộng với cường giả bên phía Diệp Quân, có thể nói, đội hình của họ vượt trội hơn hẳn so với phía chủ nhân bút đại đạo. Nhưng biểu cảm của tất cả mọi người trong vũ trụ nguyên thủy đều ngưng trọng, bởi vì ý chí tối cao trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên đi ra, hắn đi tới trước mặt chủ nhân bút đại đạo. Hắn nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, mỉm cười nói, quen nhau lâu như vậy rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa từng thật sự đánh một trận. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, ta thấy không cần thiết đâu nhỉ. Diệp Quân nói, vẫn muốn so tài với ông một trận, dù sao, cũng đấu cả một đời rồi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân một lát, mỉm cười nói, được. Vừa nói, ông ta vừa xua tay, mọi người xung quanh đều bước sang một bên. Mà phía Diệp Quân, mọi người cũng lần lượt tránh sang một bên. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, cười nói, phải nói rằng, ta không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Đương nhiên, cũng là chuyện tốt. Lúc này, Phổ Biên chủ đột nhiên bước ra, đi tới trước mặt Diệp Quân, nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo, ngươi có để ý việc hai chúng ta đánh một mình ngươi không? Chủ nhân bút đại đạo tối sầm mặt nói, ngươi bây giờ càng ngày càng vô sỉ rồi. Phổ Biên chủ nói, thật sự muốn đánh ngươi một trận nữa. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, chỉ sợ bây giờ ngươi đánh không nổi ta. Vừa nói ông ta vừa nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Vô Biên chủ nói, tiền bối, để ta. Vô Biên chủ im lặng một lát rồi gật đầu, cẩn thận. Vừa nói ông ta vừa bước sang một bên. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo nhẹ nhàng vẫy tay phải, bọn họ trực tiếp xuất hiện trong một thế giới hư ảo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, cười nói, nhìn ngươi, ta đoán ngươi vẫn còn có gì đó muốn hỏi ta, hỏi đi. Diệp Quân nói, mục đích thực sự của ông là khởi động lại kỷ nguyên vũ trụ. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu nói, câu hỏi này không trả lời, ngươi đổi câu khác đi. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông là trung thành với ý chí tối cao. Chủ nhân bút đại đạo suy nghĩ một chút rồi nói, cậu đổi câu khác đi. Diệp Quân nói, đổi cái đầu nhà ông. Chủ nhân bút đại đạo tối sầm mặt, người càng ngày càng vô ý. Diệp Quân bỗng nhiên biến mất tại chỗ cũ, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đánh thẳng vào trước mặt chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo duỗi một ngón tay ra, lại buộc Diệp Quân phải dừng lại ở phía trước mặt ông ta mấy trượng. Nhưng ngay sau đó, ý kiếm trong tay Diệp Quân lại chuyển sang màu đỏ như máu. Uinh uinh! Một kiếm quang đỏ như máu phóng ra, nhát kiếm này thực sự đã phá vỡ sức mạnh đại đạo của chủ nhân bút đại đạo. Nhát kiếm lao đến giữa lông mày ông ta, nhưng... Suýt TL! Nhát kiếm của Diệp Quân lại trực tiếp đâm vào không khí, bởi vì chủ nhân bút đại đạo đã không còn ở đó nữa, ông ta xuất hiện ở nơi cách xa hàng nghìn trượng. Chủ nhân bút đại đạo mở lòng bàn tay ra, trong tay ông ta xuất hiện một đạo. Ân, ngay sau đó, đạo ấn trực tiếp hóa thành một đạo đạo quang lao về phía... Diệp Quân! Diệp Quân giơ tay dùng kiếm đâm vào đạo ấn, nhưng trong nháy mắt, Diệp Quân cảm giác được vô số loại đại đạo đè ép về phía mình. Đại đạo áp chết. Uinh. Trong khoảnh khắc,
Diệp Quân cảm thấy kiếm đạo vô địch và kiếm đạo trật tự, cùng với huyết mạch phong ma của mình đều bị áp chế, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hai đại đạo của Diệp Quân đột nhiên hợp nhất, cộng với sức mạnh của huyết mạch phong ma, ba loại đại đạo đã có thể chịu được đại đạo áp chế của chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo vẫy tay áo. Uinh uinh. Diệp Quân trực tiếp bị đẩy lùi ra xa nghìn trượng. Chủ nhân bút đại đạo mở lòng bàn tay ra, trong tay ông ta xuất hiện một đạo. Ấn, ông ta nhìn chem chem vào Diệp Quân, ngươi quả thực rất ưu tú, nhưng thành thật mà nói, ngươi không thể đánh bại ta. Dù sao ta cũng trộn, ô không phải, dù sao ta cũng sống lâu như vậy, cho nên, ngươi còn muốn đánh không? Diệp Quân đột nhiên nói, ta nhớ, lúc đầu ông nói người ông chọn chính là ta, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Diệp Quân nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, ta hỏi ông lần cuối, ông thật sự cảm thấy vũ trụ này không cần trật tự sao? Chủ nhân bút đại đạo im lặng, Diệp Quân nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, chờ đợi đáp án. Bên ngoài, phổ biên chủ tức giận nói, đồ chó, ngươi trả lời cẩn thận cho ta, cô váy trắng của ngươi đang ở trên nhìn xuống kìa. Chủ nhân bút đại đạo. Phổ biên chủ cũng đang nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo. Ông ta và Diệp Huyên là huynh đệ, nhưng với chủ nhân bút đại đạo cũng là quan hệ huynh đệ. Ông ta thực sự không muốn gặp chủ nhân bút đại đạo với binh thương. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cười lớn nhìn về phía Diệp Quân, thật ra, ngươi nói không sai, vũ trụ này cần có trật tự, cần có một trật tự tốt. Phổ biên chủ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng chủ nhân bút đại đạo lại đột nhiên n lưng, trong vũ trụ này còn có một thứ còn quan trọng hơn trật tự, ngươi có biết nó là gì không? Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cái gì? Chủ nhân bút đại đạo nhẹ nhàng nói, Diệp Quân, ta thực ra rất hiểu ngươi, rất hiểu. Không chỉ vậy, ta còn có chút khâm phục ngươi. Dù sao, ngươi vốn có thể trở thành vua dựa dẫm mạnh nhất ở đây, nhưng ngươi lại không làm như thế, mà là chọn một con đường. Không có tận cùng, nhưng... Vừa nói, ông ta vừa cười, thật ra, nói những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trên đời này dù sao cũng không phải là đạo lý của ai lớn thì phải nghe người đấy, từ trước đến nay đều là nắm đấm của ai lớn thì nghe người đấy. Diệp Quân gật đầu, vậy thì đánh thôi. Diệp Quân vừa dứt lời, bên ngoài, nhị nha đột nhiên nói, ra đây, để ta đánh chết ngươi. Lại đạo cầu, ngươi. Tiểu Bạch cũng lập tức vung móng vuốt nhỏ, chuẩn bị đánh một trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 175.